hai gói chia sẻ. Hello, giờ chào cả nhà thân yêu. Các chị ơi, các chị ạ, kì ghi đi. Giáp đồ giáp đẹp các chị ơi. Chia sẻ. Khi chia sẻ. Hello các chị yêu. Ủa cái này là con này. Hello cả nhà mình ơi. Các chị ơi, coi like ổn phải không? Màn hình đồ ánh sáng đồ ok không? Cái nhà. Bây giờ coi ánh sáng âm thanh cái coi. Hy vọng là âm thanh ánh sáng ok ha. Cả nhà ơi, đang coi like cho dùng nút tương tác nha. Chút nữa lên đồ đẹp nè. Ngồi gần gần các chị thân yêu. Có một mẫu này á, là nó có hộp, nó có hộp cất chị ạ. Còn mấy mẫu kia nó không bỏ hộp cho em. Ôi cái hàng này á đẹp đẹp, mà vấn đề là không có hộp. Cái này trời ơi mấy chị, ở ngoài nó ghi là xuất đi đi Úc nha, em cũng chẳng biết có phải không nữa. Ôi tại bán sale có mấy chục, bán sale rẻ lắm nên nên nói chung là đi chơi chơi thôi, mình cứ nghĩ vậy đi. Còn về mà đẹp mà bất ngờ thì các chị vui ha, về mà đẹp bất ngờ thì các chị vui, đơn giản vậy thôi. Không mà bao bì đồ ngon lành lắm nha, này hàng đẹp, nói chung là ok. Cái này là em phải đọc mã, nó để da luôn nè, có da luôn đó mấy chị. Này là em kênh hàng sale, kênh hàng sale của một cái kho về bán cho các chị. Thôi. Hello các chị, chào tất cả các chị, buổi tối vui vẻ cái hàng này nó xuất đi á, nó xuất đi sao á. Từ từ các chị ơi, lên đi đông đông chia sẻ cho Diệu đi. Chưa báo giá mà. Các chị lên đông đông cho Diệu đi nha. Ôi cái này bán sale kìa chắc chị ơi, Diệu giống như Diệu ướm theo cái chân của Diệu, chờ Diệu đi 37 phải không? Diệu ướm Diệu thấy 37 ok thì Diệu cũng báo với các chị là sai chuẩn vậy thôi. Chứ ai đâu đi đo chiều dài, tới bán kẻ bèo ngồi đi đo dài với ngắn không có thời gian đâu mấy chị. Nói không phải đây, cái này Diệu hết kèm theo thôi, cực quá. Nãy qua cho các chị coi mở cái hộp ra thôi, bán muốn thấy muốn ngách luôn. Tính không có like dạy nữa luôn á. Nếu mà bà nào, tại vì khách sĩ mà chịu ôm hết 3.000 đô á thì dù đưa hết luôn, còn mà không chịu thì thôi. Chứ bây giờ dù tách là dù không tách rồi đó, tách tôi thà thôi ngồi tôi bán lẻ luôn cho rồi ha. Cho rồi. Cái mã này các chị ngắm qua một chút xíu ha. Thì là đây nó như vậy nè. Mình coi đi, mình coi thử rồi mình nhận chút. Ủa cái này sai nhỏ nhất bao nhiêu vậy? Chết quên mất tiêu rồi. Hết mới coi bài ghim nha, chứ không có chút cũng được mã nào là tiếc đó. Cái này vừa nói vừa bán sẽ rất là rẻ đó nha.
đó trước là diều sẽ bán rất rẻ đó. Đó chị coi bài game trước nha, mình biết là mình chốt cho nó ok ok dùm em. Thủy ơi, cái bằng nào soạn dài vậy ta, dài dép có 35-36 ngày em giọng để em hỏi. Tất cả đều 37-41 không, mà cái này có bao nhiêu đi ra hỏi dùng gì, cái này cái da của nó đẹp quá trời luôn. Chị Thúy ơi, nãy vừa quên rồi á, để mấy bạn nói mà vừa quên mất tiêu, để vừa hỏi lại cái ha, để vừa hỏi lại cái. Trời ơi soạn cực cái mồ, em sẽ bán cái này 37-41 hả? Đúng rồi, còn cái kia là không để từ mã một cho nó chẳng nhớ đâu. Rồi cái này là 37-41 diều là đang đi là 37 là dài mà còn quý phái vậy đó hả? Chút bán thêm bộ đồ luôn. Diều đang đi là 37 ha. Thì đôi này diều sẽ chốt cho cả nhà là 155.000. Rồi 155.000 em. Mã 1 kèm size. Rồi, mã 1 kèm size. Lên liền cho em. 155.000, có 37-41 thôi. Khóa này khó gài không hả? Có gì đâu khó gài chị. Này mà, dễ cái mồ mà. Rồi ở trong này là có miếng thun nó kéo giãn nữa nè. Rồi Kỳ đọc đi Kỳ. Trời ơi, em mà số lượng có nhiều mà nhịn cho đã được không biết đâu nha. Cái Thủy này đi ra mất tiêu nữa rồi, đưa mã cho tôi. Rồi các chị ơi, bắt đầu chị nào đặt sau không có hàng là thông cảm nha. Các chị em ơi, không chưa em chưa kiểm số lượng. Kèm size bao nhiêu chị? 155. 155. Giờ đi 37 đi đúng 37. Hơi rồng xíu. Rồi, hơi rồng okay, xíu luôn. Nhưng mà cục dây sao? Tại vì biết sao không? Cái chân mình nó đẩy tới trước á, nó đẩy tới trước á. Rồi bây giờ em bắt đầu. Không cần trừ hao đâu nha. Chân chị nào rồng cũng này, đầy đồ vậy vô tư nha. Rồi 37 đi 41. 155 nha các chị, 39 cho chị Hoa Đào. Dài này là 37-41 các chị nghe nhé, 37 cho chị Hiền Lê. Các chị mã 1 nha các chị, tải tối nay nhiều mã rất là đẹp luôn. 37 size mã 1 cho chị Kim Huế, 41 cho chị Duyên Trần. 155. 155 nha các chị nhé. Các chị cứ ghi mã 1 kèm size. Có rõ không các chị không? Có rõ không? Các chồng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý. Đừng có tăng sai nha, cái này đừng có tăng nha. Đi đúng sai cho em. Nói chung là đúng sai mà còn thoải mái. Mã 1 size 37 cho chị Quắc Phi. Mình 37 nha các chị nha. Mã 1 size 37 cho chị Hương Lê. Các chồng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc để shop chốt đơn. Mã 1 37 cho chị Trần Ngọc Hiếu. Mã 1 38 cho chị Anna Trần. Mã 1 37 cho chị Trinh Ngọ. Chị nào mà em đọc rồi các chị. Nó ghi ngoài á là Australia này các chị mà em. Mã 1 41 cho chị Lê Hiền. Em không ơi, em tên siêu, em bắt siêu tôi nha. Chị Thảo An Nguyễn Phạm, chị cứ đặt hàng ghi bình thường. Mà nó lên cái hình dép của tôi này luôn nè. Chị khách cục nhà em rồi nhá. Mã 138 cho chị Hoài An. Gì mà 100% gì ô. Xuống size 40, 155 mã 1. Ok nha chị Trình Loan, ok luôn. Các chị cứ đi bình thường, trên like các chị nghe tư vấn chi tiêu nhé. Nó dày bao bì luôn, nó làm nó đầu tư đẹp lắm. Mã 137 cho chị Hồng Nguyễn Hồng Châu. Số lượng có hạn các chị, mình cố gắng mình đặt sớm nhé. Trên này, trên là có da thật nha, da thật luôn đó. Dạ chị Thảo An Nguyễn Phạm đã có hàng. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc để em chốt đơn. Chị Anna Trần đã có hàng. Đừng hỏi màu chị Liên Hồ ơi, không biết đâu em, giờ em nói thiệt với chị ơi. Ba hàng đôi đã soạn xong cũng mừng ấy. Chưa soạn xong đâu. Mã 137 chị Nguyễn Hồng Châu đã có hàng chị nhá. Chị nào nghe em nhắc lời thì các chị ghi được khỏi cần ghi nhá. Mã 137 cho chị Yên Nguyên. 37-41 giá bán 155.000 nha các chị. Mã 138 cho chị Phạm Dung. Miếng da của nó nè. Tên của nó luôn á. Nói chung cái này em kinh hàng sale thôi mấy chị. Chị Bùi Hiền. 37-41 thôi nha các chị nhá. Mã 139 cho chị Kiều Nguyễn. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn để shop chốt đơn cho mình luôn nha các chị. Đi em. Mã 137 cho chị Trần Dưới này lớp da này. Mình bán lên từ 37 trở lên nha các chị nhá. Nghe em tư vấn kỹ các chị. 37-41 giá bán 155.000. Đây dép nha các chị, dép nha. Quần em mặc 500. Sẽ tư vấn cho.
con vô mặt mạ 139 cho chị Tú Ân Nguyệt, mạ 138 cho chị Cao áo đang mặc là 3 408, áo đang mặc 408, mạ 137 cho chị Võ Huyền. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc nhé. Chị Phạm Dung đã có hàng. Mạ 139 cho chị Nguyễn Thị Duyên. Mạ 139 cho chị Ngọc Lê. Mạ 139 cho chị Hoàng Kim Tiết. Nhanh dữ vậy. Các chị mình cứ chốt đi các chị. Còn có hay không là em đó, lấy đó, đó là bình thường đó các chị. Nhiều không? Mình cứ chốt đi các chị. Ê thằng Kỳ nó nhận quá trời này. Còn là mình không có thôi, đó là do đình mình đó các chị. Mạ 137 chị Trần Kim Tiết có hàng. Trời ơi, 37 là 8 rồi. Đủ. Đó ra thử xử lý đi. Mình có bắt được chị ơi. Tài trí không nó số lượng cho mấy bạn mình rồi. Nhiều không? Nhiều không chứ. Mạ 137 cho chị Ngọc chưa? Rồi, chuẩn bị sang mặt tiếp theo. Trời ơi, hay lắm, cho là ấy nha. Trời ơi, đó là... Rồi đưa mã tiếp. Không có thời gian soạn luôn á chị ơi. Không có thời gian soạn luôn á. Nãy, tại vì hàng mới về. Mạ 140 cho chị. Mấy ngàn đô á chị biết rồi. Không có full hộp nha. Mình mà chọn sao các chị thông cảm nha. Lỡ hết hàng các chị. Chỉ có cái này có hộp thôi, còn lại không có hộp. Chỉ có đôi này có hộp thôi. Rồi, đưa cái đuôi đầu. Này, 37 này. Ừ, xong. Rồi, tiếp. Và em chốt thêm dự bị cho chị. Mạng 138 cho chị Lan Nguyên. Dự bị đi mấy? 18 là 18 đôi. Đó, đó là phần của chị. Phần của 8 thì muốn mặc rồi. 37 là hết hàng với các chị. Bây giờ mình tiếp theo, mình chuẩn bị qua mạng mới nha các chị nhé. Trời quá trời. Khách hàng mới các chị nhớ ký kèm đồng ý cọc để shop chốt đôi nha các chị nhé. Chưa chị ơi, mới có dạ. Chị ra ngoài thích đôi nào chị cứ lấy luôn. Lát chuyển khoản xong cũng được. Hai bộ đồ sao giờ không có tên nó nằm gì quá vô nó bảy đủ mà. Một xanh đen, một màu đen. Chắc nó nằm ở lẫn ở dưới á. Chắc chưa đó, mai tìm ra. Nhà mình có cái tật đó rồi. Rồi chị lên tiếp một mạ dài đi, một mạ dài được sẵn cả ê để các chị biết bên chị Thùy đang chuẩn bị gì. Chị An Trương bán hàng mắc cười. Dạ đúng, nhà em nói chung là rất là vui nhộn luôn các chị. Nhưng mà nó thằng Kỳ nó đang vui nhộn nha mấy chị chứ em quạo dữ lắm rồi. Cái này đi luôn nè. Cái này chốt số lượng vô tư không? Cái này chốt số lượng vô tư không? Vô tư. Cái đó ê nửa là vô tư rồi chắc là đạo thì toàn quấn. Sai bao nhiêu? Sai bao nhiêu trở lên? Lại 37 41 cứ bảy. Tào lao. Hay nữa. 37 đến 40. 37 đến 40 thôi à? Rồi tiếp mặt số 2 các chị ơi. Đợi chút xíu ra coi 37 còn mấy kêu bao la. Bớt đi nha Kỳ nha, nó chém mà. Sao nhiều là chân 37. Các chị mà chém em rồi ai chốt đơn. Rồi à, bây giờ tiếp lên mặt 2 nha các ngon chị. Ngon lành, 37 ngon lành. 37 đến 40 cho các chị nha. Chưa từ từ nha, từ từ mã chưa. Để đọc giá cái đã, từ từ đi các chị ơi, cho tự nhiên nó coi chứ sai. Chị em ngại quá. Nói chung nhà em có cái tật là chốt trong đam mê. Về cái lên liền cho các chị luôn, chị. Không kịp thở luôn á. Nhiều khi còn biết ra lời hay lộ cùng chốt luôn. Các chị đợi xíu các chị lợi mạ 2 này, 300 sao các chị. Mình đợi nghe tư vấn cái chị ơi. Rồi cho chị lên mạ 2 luôn đi. Rồi. Mẫu này là sẽ có 37 trở lên các chị nha. Cũng cối vậy này. Để vào, để vậy đi, để vậy nhìn cho. Ok không? Nhìn ok không mấy chị? Rồi bao giá các chị? Dạ. Dạ chị Mi Tương, em là dự bị cho chị rồi chị. Con biết có hay không em cũng biết luôn. Mi Tương ơi xin lỗi, thế dự bị gì? Chị bị cho chị đi nếu có. Em đã dự bị rồi. Rồi bây giờ mình lên mạ 2 nha các chị. Dạ 2, 3, 7 rồi còn mấy cái size kia là vô tư. Rồi 12 đôi 37 nhớ đi. 12 đôi 37 rồi chị nhớ đi. Tôi tán cho cái bây giờ. Của chị một đôi còn là 11 đôi. Rồi còn 11 đôi 37 các chị nhớ nha các chị. Giá đi. À, giá các chị ơi em sẽ tặng cho mình là 150.000. Mạ 2 150.000. Các chị có size từ 37 đến 40. 37 11 đôi. Các chị nhớ đôi. Là 37 có 11 đôi cho các chị nha. Rồi bây giờ em chốt mạ 2 cho các chị. Mạ 2 size 40 cho chị Yên Vân. Sao em vắng dài ngồi sướng dữ trời. Mạ 2 size 37 chị Vân. Vâng. Ok chị Vân Hà nha, mình mở hàng mạ 37. 37 chị Vân Lê. 37 chị Trần Hồng. 37 chị Tiên Trần. Các chồng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn hàng để em chốt đơn cho các chị nhé. 37 cho chị 39 cho chị Trâm Ngọc. Chị Vang Hà đã có 37 mã 2 nha chị nhé. Trần Hồng đã có hàng. Các chồng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc nha. Mã 2 40 chị Trâm Ngọc.
Rồi ok chị nha. Ok là phải có hàng cho các chị nha. Mạ 237 cho chị. Chị nào lấy quần em mặc không? Mạ 2 là cái màu màu kem nha các chị nha. Mình nghe rõ tư vấn nha các chị nha. Trời ơi, ngồi mà giống như giáp tay quá. Mạ 239 cho chị Ngọc Lê. Mạ 239 cho chị Kiều Nguyễn. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha. Mạ 237 cho chị Minh Hồng. Chị Trần Hồng, em nhắc rồi, chị có hàng đấy nha. Chị ghi nữa là em trộn cho chị hai đôi luôn á. Mạ 237 cho chị Thu Lan Nguyên. Mạ 237 cho chị Hồ Bích Diệp. Ê, em 17 đôi chưa em? Chưa. Mới 11 thôi chị. Các 11. Chị nhớ nha, hiện tại là 11 đôi 37 thôi nha. Năm hiện tại là có 5 đôi rồi. 5 đôi. Ok. Mạ 239 cho chị Ngọc Trần. Chánh sai 37 đến 40. Khách hàng mới các chị, nhớ cái kèm đồng ý cọc vào trong đơn. Chánh sai 37 đến 40 các chị thân yêu. Mạ 237 cho chị Yên Nguyên. Khách hàng mới các chị, nhớ ghi kèm đồng ý cọc các chị. 150.000. Trời ơi. Mạ 237 cho chị Nguyễn Kim Anh. Mạ 239 cho chị Cúc Phạm Thị Kim. Mạ 237 cho chị Hiên Trần. Mạ 237 cho chị Thủy Linh. Sụp là mạ 239 nha. Em biết sụp là cái gì luôn. Sụp là nghĩa là đôi này đó. Áo em mặc chị nào chốt con 408.000. Quần 500. Mạ 239 cho chị Ly Nguyên. Vàng. Áo có màu nhà tại mẫu này tới đẹp. Mạ 239 cho chị Hoàng Ngọc Mai. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc nha. Trời ơi, tao nói đồ gì mà lạ độc cứ gặp em đi mấy chị. Mạ 238 cho chị Hương Châu. Kiếm mấy đồ độc lạ đó chị. Mạ 239 cho chị Ly Nguyên. Mạ 238 cho chị Nguyệt Tú. Từ 38 đến 40 trở lên là các chị cứ chốt thoải mái các chị. 37 thì hiện tại là chỉ còn 6 đôi các chị, 5 đôi thôi nhá. Mạ 240 cho chị Thảo Ngọc. Mạ 239 cho chị Dương Thanh Hiền. Áo là 408, có đen, hồng, vàng. Mạ 239 chị Hoàng Ngọc Mai đã có hàng nha chị nhá. Ship Huế các chị ơi, nói chung ship toàn bộ đất nước luôn các chị. Mình yên tâm. Chị hỏi tiền ship bao nhiêu mà? 35.000 một cuốc. Mạ 238 chị Thu Lan Nguyên. Chị Hoàng Thu Lan Nguyên đã có hàng chị nhá. Chị Nguyễn Thị Thủy Linh đã có hàng. Mạ 239 chị Cúc Phạm Thị Kim. Mạ 239 chị Ngọc Bình, chị Hoàng Ngọc Mai đã có hàng chị nhá. Mạ 1 size 38 chị Nguyễn Vân. Ok luôn chị. Có không vậy? Điều bì thôi nha. Mạ 239 chị Linh Nguyên đã có hàng nhá. 150.000 một đôi. Cực kỳ rẻ luôn. Da đó nha các chị. Giá bán 150 nha các chị. Cái này dù đi là dù chỉnh luôn nè. Không có 38. Ok luôn chị nha. Rồi, chốt cho chị Tiên Trần là có 37 luôn. Tiên Trần có rồi nè, nãy giờ đi bấm rồi á. Tiên Trần khẳng yên rồi. Mạ 239 chị gái. Ok luôn chị ơi. Mạ 237 cho chị Nguyễn Tuyên. Các chị chốt đi không hết hàng bây giờ á. Rồi. Có ai ngay đem hộp giày cho tôi vào. 37 vẫn còn hàng nha các chị. Chị nào chốt mình cứ ghi mạ 2 kèm size nha các chị. Đem ra, chạy ra. Từ đem ra. 37 đến ai rồi, 40. Đến ai rồi. Nguyễn Thuyên. Ok, 7 huyền. Ok, 7 huyền các chị đặt liền đi các chị ơi. 150.000 thôi nha. 7 huyền có hàng. 6, 7, 8 là đem ra ngoài tưới. Áo vàng Ngọc Linh. Ok, 408.000. Áo này có thêm quần không? Tình yêu có lấy thêm quần không? Rồi lấy cho. Chị gái có. Đi ra lấy đôi giày cho chị đi. Đôi giày màu đen á. Nãy bỏ ở ngoài mất tiêu rồi. Áo vàng 408. Không biết, chưa soạn xong đâu. Các chị đừng hỏi sụt đâu. Đừng hỏi. Thiệt. Nói thiệt. Các chị mà em mà soạn xong em chơi vô liền luôn. Chị ơi, chị Đoàn Thu Phương cho em số điện thoại nha. Em in đơn luôn nha. Dép mang. Dép mã gì em? Mã 2 chị ơi, mã 2 kèm size có 47 đến 37 đến 40. Cái này chỉnh size nha, mã thoải mái lắm da. Hàng này giá là 150.000, cái này vừa bán sale thôi các chị ơi. Mã 238 cho chị Trâm Ngọc. À chị Đoàn Thu Phương ơi, cho em số điện thoại nha. Các chị ơi, ghi một dòng thôi. Đừng ghi nhiều dòng, ghi một dòng thôi là ok á. Là em sẽ nhận đơn của mình. Áo sách nách kem ok chị gái.
chị ơi, lấy quần luôn không? Hôm nay là bán, các món sẽ đi kẻ cùng nhau nha các chị. Ủa? Cái cục kem có nhiều đâu? Mã 2, size 40 cho chị Phan Thùy. Mã 2, size 39 cho chị Thủy Nguyên. Các trang mới nha các chị, nhớ ghi kèm đồng ý cộng nha các chị nha. Sao có kem này đi đâu? Kem này nhiều lắm. Áo vàng cho chị Ngọc Linh. Có hồng nữa đó. Em in kem tiếp đi nha. Có đen luôn á. Mà sao nó còn có nhiều đây mà. Để em không quay luôn mình, lấy rồi hết rồi á. Nguyệt ơi, chị Nguyệt ơi, em hỏi chút xíu. Rồi má, má mã 237 cho chị Thùy Trang. Còn các chị, còn hai đôi duy nhất đối với mã 2 size 37 nha các chị nhá. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị ơi. Áo này 65kg đổ lại thôi. Chị Đoàn Thu Phương cho xóm số điện thoại nha chị. Còn không nhiêu đây chứ hả? Ờ, không nhiêu thôi. Cái chỗ rồi thôi, chắc chưa có từ nãy giờ rồi. Mã 2 size 39 cho chị Đặng Hồng Ngọc. Rồi ok, cảm ơn chị Đoàn Thu Phương nha. Hết luôn rồi. Tại lúc dọn là đâu không có. Kem hết rồi. Em ăn hồng đi. Quần 500 nha các chị. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn hàng để shop chốt đơn và chừa hàng cho mình luôn nhé. Có hồng với vàng này mấy chị, có đen nữa nha. Có đen nữa, nói chung màu nào lên cũng đẹp. Nói chung hôm nay áo quần là bán ké thôi các chị, chủ yếu là bán giày dép thôi. Giày dép là chính, giày dép là chính. Rồi xong rồi chạy ra lấy dùng cho chị vô cái đôi giày giày mà giày à. Thằng hiểu luôn. Nói đi cái nghe gì. Giày màu đen á, nãy đem mẫu về. Đem mẫu về. Cho chị bấm, tối nay bấm đã luôn, bấm giày đã luôn. Em cho chị áo xinh lá treo trên xào. Size số mấy tên bảo người á? 480 size size. Rồi chị được cái mẫu. Mẫu gì? Đó. Không. Không. Để chị không lát nó từ đây. Giày dép. Giày đẹp. Chào chị Phương. Chị, để em lấy cho chị luôn nha. Chị Phương lấy đôi 37 cho chị đi. Nhỏ vậy hả? À, chị đi chân nhỏ. Để chạy ra lựa cho chị cái đi. Lựa cái số 1, ok. Xin lá số 1. Mấy đứa nào không có đưa danh sách lại cho khách ta. Nhúng 480 ngàn. Các đồng ý các chị nhớ cái kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị nhé. Để chụp cái áo xem. Kì, chị in lại từ mới em bỏ đi. Trên váy gì á chị? Rồi dép xong chưa? Để em qua mẫu. Dép xong chưa? Để em qua mẫu nè. Má 2 size 38 ok Phạm Dung. Ok, chị tên Thảo Nguyễn. Rồi, chị ra lấy cái đôi giày màu đen, mãi đen mẫu qua cho em. Rồi các chị ơi, bây giờ mình màu đen qua nha, một chép nha các không, chị nha. Đôi giày luôn nằm trong hộp á. Má hai do Vi Mai. Cái này chỉnh size các chị. Cái này mình đi chỉnh size cho em nha. Chỉnh váy nhúng màu kèm. Đồng. Kia chị báo rồi đó. Rồi chụp rồi. Này hả? Cái này đầm vàng 550. Đầm vàng 550 ngàn. Đèn size. Set. Giống nhiều các chị ạ. Bán 620 mã gì trời chẳng nhớ luôn á. Có luôn mà nhận quên. Dạ áo đeo mặt có màu. Đang à. Rồi, ai đặt cho xong đi vô lên giày cho. Giờ dép này 150, có size từ 37 đến 40. Các chị chốt được cuối đấy, mình qua mã tiếp theo nha các chị nhá. 37 còn hai đôi duy nhất. 37 là còn hai đôi duy nhất nha các chị nhá. Mã 2 các chị ghi mã 2 kèm size từ 37 đến 40. Dép 150.000. Dép 150. Đêm nay là chủ yếu bán giày dép thôi các chị. 480 ruby à. Tại mấy cái này còn có mấy cái này, ai thích thì vô đưa luôn cho. Rồi chiều kè ngồi vô thử luôn cho các chị coi, thấy cũng đẹp. Các chị mình đang xem trên like. Áo là 458, 65kg đổ lại. 65kg đổ lại. Có đen, có hồng. Áo hồng cho Mỹ Thơ, Nguyễn Thị. 480.
Dắt các chị lên luôn, dắt xong chưa? Để dự chuyển điểm thay mã nha. Có đan chéo không ạ? À? Nghe đâu là mười mấy mã, nhiều lắm. Mà tìm các chị ơi, các chị thấy vừa quay đó, nó nằm trong hộp, nó tùm lum hết, nên chưa soạn xong. Quần 500 chị nào lấy ghi nha. Áo thì đó, có 3 màu. Áo 4.8. Quần có một kem nó cũng đẹp này. Má 1 là gì vậy Diệu? Dạ má 1 em hết rồi. Quần kem này cũng đẹp lắm nha. Lên với nâu với kem, các chị mặc một bộ này. Cái quần này ông rộng hơn sao rồi, toàn đâu trời, trời sao nãy giờ cũng không ai lấy đôi giày, chị chạy ra lấy. Thủy ơi, đi đưa đôi giày mới cho Diệu. Ok, xanh đỏ má 2. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi còn một đôi 37 duy nhất nha các chị nhá. Một đôi duy của chị là có rồi phải không? Rồi có rồi. Ok, tân Mỹ áo vàng. Áo vàng còn 4 cái này. Nhiều đồ đẹp nè. Bây giờ chị yêu, giờ để cho chị đôi dép này đi, đi được này, đi dễ đi này, đi coi đất là đúng là được lắm này. Ai, ai lấy ghi tiếp, không có thời gian coi. Rồi các chị ơi, mình chốt xong mạng 2 để qua tiếp mẫu mới nha các chị nhá. Giày dép hôm nay rất là đẹp luôn, ngất ngây luôn. Em đang chờ đó. Rồi, thôi tỉ ra, chờ tỉ ra lâu. Lấy đôi này đi, mỗi má 300. Ai cái này là tăng một size nha các chị. Tăng một size, dù mời lại chút xíu đi rồi dù mới. Đang chờ Thủy lấy cái mã mới á. Nên hơi lâu. Rồi, ok để đó. Quần nâu và kem, ok chị Phương, 500. Chị mạng 2. Quần chị Phương này em, quần nâu và kem, chụp, ống rộng, từ khi ghi ống rộng 500 là được. Này, ống rộng 500. Yeah. Má 2 còn đôi size 37 hả? Hả, Kỳ? Hả? Còn đôi size 37 phải không? Má 2 á. Má 2 là má gì? Đi, má cắm rồi. Đi nè. Ờ, còn một đôi 37. Ok, chị Úc Diễm vừa nhìn đơn, vậy là 38 trở lên nha. Má 2 này vừa nhìn 38 trở lên. Rồi, đôi này mã 300, giá là 195.000. 2 triệu mấy một đôi đó mấy chị, không hề rẻ đâu, rất là xịn luôn. Các chị chốt cho Diệu giá một mã 300 kèm size. Cái này tăng một size dùm em. Cái này như vừa nhìn là 30. Rồi, bây giờ để em đọc size. Cái này sắp hết rồi đó, cái này sắp hết rồi. Mã 300, 36 là còn 3 đôi. Mình còn size 39 và size 41. Đâu, còn. Đó. Đấy là 38 hết hàng. 38 đã hết, 40 rồi. Hết luôn. 40 hết hàng. Rồi, 36 còn 3 đôi. Chị nào lấy 36 là đi 3 đôi này. À, 38 hết hàng, 39 hết, 38 với 39 hết. Còn 39, 41. Còn 39, 41 rồi, thêm 39, 41 nữa. Đó. Rồi, 36, 39 và 41. Các chị thân yêu nha. Còn lại là hết size rồi. Mà 240 cho chị Huỳnh Diệu. 240 mã gì ạ? Cái giá. Dù cầm đâu quá. 300 hiện tại là 36, 39 và 41 nha các chị nhá. 300 có 36, 39 và 41. 39 cho chị Hoàng Kim mã 300. Giấy một đống nữa sau này nè. Nguyễn Thiên ơi, 38 hết hàng rồi. 38 hết hàng rồi. 36 còn 3 đôi. 39 và 41. Ok, chị Nguyễn Thị 39 còn hàng vẫn kì. Hoàng Kim rồi, chị lỡ in hai lần xin rồi, bỏ bao ra dùng. Ok, Thanh Điền. Ok, Huỳnh Diễm. Ok, Diệu Trình. 2 triệu mấy một đôi á. Chúc tụi em test cái mã vịt cái hàng mới cho. Hàng mới đem vào đây rồi nè. Chúc em test cho các chị coi cái mã này. 2 triệu mấy đôi đó, không có bán mà nó quá đâu. Ok, Nguyễn Hoa. Chị nào tin là cứ theo với em 36 thôi. 36 còn một đôi duy nhất nha các chị. Yến Nguyễn, rồi hết hàng. Chị Lê, ok. Hơi bị tuyệt vời luôn nha. Bình Diễm là Facebook của bé lớn nha. Đừng đặt lại nữa, chị đã ý của bên nhà em rồi. Bên em đánh dấu chị rồi. Nguyễn. Trời ơi, Nguyễn Hồng này đặt gì kỳ vậy? Má 6 dù hết rồi, còn 39 với 41 phải không kì? 39, 41, các chị. 39 và 41 cuối cùng. Rồi, em qua mẫu nha.
36 cái thằng. Mã này mã số mã 2, mã số 2 giá 150.000 chỉnh size. Có 38 đến 40, 38 đến 40 các chị chỉnh size. Đi hơi bị đã luôn nha. Lexana nãy vừa có lên rồi á. Thế này da luôn đó. Tối ngoài nhìn còn đẹp hơn nhiều. Thấy không? Thấy khách nhà em nói không? Ở ngoài còn đẹp hơn trên live nhiều luôn á. Không thiệt. Ở ngoài đẹp lắm. Ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn để shop cho đơn cho mình. Cái hàng này 2 triệu mấy một đôi các chị tin không? Xong nghe em nói á, em có nói luôn. Ở sau này có dơ chút về nè. Có bị chút về á thông cảm dùm em. Hoặc là ví dụ có dấu tay cái đồ chút xíu á, tại nó chung màu trắng thì nó có bị cái đôi này hầu như đôi nào cũng bị một chút xíu thì em có nói khách á thông cảm dùm. Tại đôi 2 triệu mấy cái khách nó trời 2 triệu mấy mà bán gì 100 mấy ngàn thôi không có tin. Bớt thì mua. Nó khỏi. Nói chung hết cơ hội đi mua đồ đẹp chứ có gì đâu. Trời ơi, chị nào tin thì theo thôi chứ còn tin. Còn mà nói em mà nhá nháy thôi dẹp em khỏi chốt không sao cả. Ba mẫu đi vô từ từ gì Tâm An ơi. Mới vào cái gì mà hối liền chứ giờ chị. 36 mẫu mẫu này vừa mới hết. Còn 39 và 41 của mà 300 thôi nha các chị nhá. Rồi em qua mã này nha. Ôi khách em đi một người mua mười mấy 20 đôi còn chưa gì. Mấy chị mua có đôi mà sợ thế mà sợ quá thì mình bỏ qua. Má ai, ôi giỏi không có hàng hết rồi chị ơi. Không, cái này là tại em mất sale thôi. Chị nào mà nó mua mà nhanh thì em còn dễ chịu, chứ mà mua mà ổng ngào ổng nghèo là em bỏ qua nhanh lắm. Ê, có lợi bao nhiêu đâu. Làm cái này cực lắm. Rồi, tin đi. Không biết đủ hàng chốt không. Ôi nữa trời, quá đẹp. Không biết các chị có đủ hàng, có chốt kịp được hay không nữa. Cho nên ngồi đó mà lo là hàng thế này thế kia. Với nhà em là em nói rồi, cỡ nào em cũng bán em đắng. Đây em đang bán bộ đồ, em nói cả triệu mấy em vết mát được. Em vì khách nằm vì trăm mấy ngàn em mất khách đâu em dài. Các chị phải hình dung cái đó. Người ta buôn bán xây dựng một cái giống như cái niềm tin với khách đó. Không phải mà chỉ một số một chiều nữa, mà đây là cái thời gian năm này qua năm khác. Rồi các chị ơi, bây giờ mình ok qua chị Bùi Thị Hồng. Giá 150.000, má 2 là giờ còn 38. 4 đến 40, 38 40 thôi. Đang chưa chốt, chưa đâu các chị. Để em coi mã cái đã. Phải đọc mã đúng mã em mới chốt nha. Lên lồng sụt, lên nữa lồng sụt nha. Khách hàng mới các chị, mình nhớ đi kèm đồng ý cọc nha. Rồi, ngắm mã đen. Ê, Kỳ chạy ra hỏi Thủy, trời ơi thiệt, đứa nào soạn hàng cho tôi muốn bao giờ nói. Rồi, lên lồng sụt chút xíu chị ơi. Trong lúc bây giờ là dài vậy á. Chị đọc cái mã lên coi. Rồi mã 020. Nhảy một size, tăng một size nha các chị, tăng một size giùm em. 020. 020 là 36 đến 42. Rồi 36 đến 42. Chị nào chốt trước có hàng chốt sau. Thông sai, thông cảm. Rồi bây giờ các chị mã 020 các chị kèm size 36 đến 42. Đánh nguyên ok. Đây chị chưa báo giá. Chưa báo giá đúng rồi. Đôi này. Em chốt. À, chốt nhiêu đây? 220, kiếm lời chút xíu, thông cảm. Rồi cả chị. 220. Để em tra coi mấy triệu. Rồi bây giờ cả chị chốt mã 020 kèm size giá bán 220. Trời ơi, mô Phật. Ôi, cái giá này dịch ra nha, tính đi nha các chị, gần 3 triệu. Bây giờ em sẽ 2 triệu 8, 2 triệu 9 đó nha các chị. Riêng 36 và 42 hàng rất là ít nha. Nên các chị là mình chốt trước thì mình có hàng nha các chị. Còn chị nào không có thì các chị thông cảm cho em nói rồi, chị nào tin thì tới thôi, còn tin thôi, khỏi chốt không sao cả. 020 cho các chị nha, 02042 cho chị Thủy. Sợt một phát ra liền luôn. 02040 cho chị Linh Ngô. Khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc nha các chị ơi. 220 một đôi giày, nó rất là đẹp luôn các chị. 38020 chị vàng hàng. Khách hàng mới nhớ ghi kèm đồng ý cọc để shop chừa hàng nha các chị nha. 02042 cho chị Huỳnh Thủy. Trời ơi không tin luôn mấy chị. Nha các chị nha. Này giá của nó này. Về các cái chị này mà có thể là quét tại vì tin tức trên cái đôi giày. Cái này là tin tức. Quét mã là nó ra luôn mà. Quét mã là nó ra. À, cái này phải tìm thêm là tầm 2 triệu 8, 2 triệu 9 đó. Đó, 2 triệu 8, 2 triệu 9 mắc nhất trong các đôi vừa giờ em like luôn. Mắc nhất trong các đôi vừa giờ em like. 020 size 38 cho chị Trần Thu Hương. 020 36 cho chị Nguyễn Ly. Chị nào mua giày của nhà em rồi cứ tin thì tới thôi. Em không để các chị thất vọng. Mà nói chung có bà đến mười mấy đôi mua á, ship không biết á, cả 5-6 lần rồi. Đôi hết đôi này qua đôi khác chứ đâu phải là mới gì mà sợ ha.
Nè, các chị sợ lên mạng sợ cái hiệu này cái đi. Đọc cho mã lên coi liền. À, chị My Vân chỉ đặt là giúp em là không có mã 32 đâu các chị ơi. 36 đến 42 nghe kỹ em tư vấn nhá. Size 38020 cho chị Hà Hiền. Cái này nó không chụp ở đế. 02040 cho chị My Tương. 02037 cho chị Lưu Huỳnh Thân Trúc. 38 cho chị Nguyên Nguyên. Các chị ghi 020 kèm size giúp em cái nha. Logo của nó sẽ là sau đôi giày này nha các chị, nó có size cái viền tròn tròn này này. Size 42 cho chị Hương Trần. Đây. 36 cho chị Hải Mai. 42 cho chị Limmy Đông. Bóc lên đôi nào, dính tiền đôi đó. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc giúp em nha. 42 cho chị Nguyệt Huyền. Trời ơi, kinh thiệt. 41 cho chị Ngọc Hình. 020 nha các chị nha, mà 020. Chúc em, các chị tin không? Em phải bỏ tiền nhiều lắm. Em mới ôm được em 36 cho chị. Em alo này về để em bán cho các chị với cái giá mà gọi như là 42 cho chị Nguyệt Trúc. Các chị 020 kèm size. Giá bán 220.000. Nè, một trang web khác đang bán với giá này. Dạ chị Linh Ngô đã có hai. Cái này là đô nha các chị, 2 triệu mấy một đô. Cái này là tầm 2 triệu rưỡi này, 2 triệu rưỡi này. Chị Ponis Kiều, chị ơi, mình ghi kèm size giúp em cái nha các chị nhá. Thề đôi mắt nhất luôn. Gần 3 triệu đôi này. 39020 chị Nguyệt Thân Thảo. Khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc giúp em các chị ơi. Có nhiều không? 42 chị Ponis Kiều. Ê Quỳnh, 36 trong phú chưa? Không có 36 hả? Các chị 36 đã hết hàng rồi các chị nha. Nhưng mình chờ còn 37 đến 42 thôi. Được 12 rồi. 40 cho chị Huy. 36 là hủy, 36 hủy. 36 42 chị Phương Bùi. 40 chị Mỹ Thơ Nguyệt Thị. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc giúp em. Ôi, đôi này tiến tới thì các chị rồi kiếm gì. Chị mặc đồ nhúng đẹp quá, cảm ơn chị Hoa Phan nha. Hả? Ở đó nhiều. Chị Thuy Nguyên đã có hàng. Chị Đông Thị Diệp. Chị ơi, chị cho shop số điện thoại chị nha. 220 vẫn kịp. 220. Đúng rồi. Giày này là 020 220 nha các chị. Trên live mình nghe tư vấn kỹ nha các chị nha. Nè, đô của nó này, quét cái ra liền luôn. 42 cho chị Minh Nhật Nguyệt. Em quét, các chị về quét cái mã vật tới trong hộp này này, nó ra liền á, nó ra giá tiền cho các chị luôn, tiền đô luôn. Khách hàng mới các chị ghi kèm đồng ý cọc giúp em nha các chị nha. Em có thấy mã này. Dạ chị Nguyễn Túc đã có hàng chị nha. Em có nhớ là em có lấy cho Bảo không? Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng cọc giúp em 42 cho chị Hương Trần. Em nhận về mà lỡ mà hết hàng các chị cũng đừng nhận nha. Là vì nhiều khi bên kho bắt đầu bây giờ nhận rồi qua kho mới soạn. Cho mà dép. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng cọc ý cọc vào trong đơn chị Đồng Thị Diệp cho xong số điện thoại nha chị nha. Quá trời luôn kìa. Trời, chị tưởng nó ấy hả? Không soạn luôn. Chưa soạn xong hả? Bây giờ mẫu chưa ra mẫu nhưng mà sai chưa biết sai gì, một mẫu có mấy màu. Rồi phải giờ phải chia ra màu, ở đó thằng Kỳ nó xong lẹ. Dỡ ra bóc đạn một màu đem về đây rồi từng chia sai. Đi đi. Không tên mà xịt lại có được, xịt có sai. Để con bộ. Rồi. Rồi các chị mình chốt 020 kèm sai, 02042 cho chị Mai Ngọc, 38 cho chị Nguyên Nguyên. Chị Nguyên Nguyên đã có hàng chị nhá. 38 cho chị Phan Huệ. Dài này gọi là unisex, có nghĩa là cả nam và nữ đều mang được cái nha các chị nha. 41 cho chị Huỳnh Vân. 39 cho chị Nguyệt Thân Thảo. 40 cho chị Phú Mỹ. 42 chị My Vân. 41 chị Ngọc Hần. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc giúp em nha các chị nha. Dài trắng là mã 500. Dài 220 các chị. Đưa phím 39 chị Nguyệt Liên. Đây cô, đưa đây. Các bạn ơi, các chị ghi kèm đồng ý cọc chị Hà Hiên đã có size 38 chị ơi nhá. 42 cho chị Hải Yến Đoàn. Các chị ơi, riêng size 42 sẽ có số lượng là giới hạn nên các chị nhớ đặt sớm chị nào sau ơi, hết hàng các chị thông cảm cho em nha. Em là chỗ trong đam mê thôi. 39. Cảm ơn các chị nha. Cho chị Dương Thân Hiền. Ok luôn chị nha. Tại em làm nóng hổi quá, về cái em đem em like liền cái em chưa kịp chia. Mấy hàng này các chị về mà mấy chị cả tuần thứ hai là vẫn chưa xong á. Nó là một cái fan, chú cho chị Tiffany các thằng mới đã có hàng luôn chị nha. Chị Nguyên Nguyên đã có hàng. Khách mới mã hàng số điện thoại kèm đồng ý chuyển. 37 chị King Cherry, 42 chị Hoa Bùi. Không, mã 300 lúc nãy trắng á là em chỉ có size là còn size 38 à size 39 với
mới 40 thôi. Chị đồng thì chị đặt hàng lại nha. Mà em thấy chị ghi rõ là mã hai mình chốt cái gì chị ơi. 2020 2037 chị Trang Lê, chị Titifan đã có hàng nha chị nha. Minh Nhật Nguyệt đã có hàng. Các chị chỉ đến 42 thôi, ở đâu ra 44 45 dữ vậy. Dương Bùi đã có hàng nha chị. Ngọc Nguyệt 41, ok chị nha. Không có nhiều. Ok chị Hải Yên Đoàn đã có hàng. Chị Ba Bùi đã có hàng. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn hàng nha các chị nha. Yên Nguyên đã có hàng nha chị nha. 42 chị bong bù bầm. Giúp Sơn Đan còn đôi nào không? Mày ra hỏi coi cái dùng cái. Cho mã giá tàu luôn. Mã 1 á, hỏi mã 1 còn sai gì đem vào đây dù lai lại. 37 chị Nhung Hoàng. Chị nha, em đọc có rồi mình đừng ghi nữa nha các chị nha. Hoặc là ghi nhắc lại giúp em cái nha. 42 cho chị Vàng Hà. 41 cho chị Cherry Trương. Các chồng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đôi nha các chị. Mã 300 lúc nãy là chị còn sai 39 và 41 thôi nha các chị nha. 02041 cho chị Huỳnh Ân. Mã 300 là còn sai. 02042 cho chị Ấn Ngọc. 3941. 39 và 41. Các chị ơi, nói chung em cái này là bên lớp rồi các bạn. 40 cho chị. Các chị lên mạng sợt lên nó ra cái hiệu này hết á. Đây, của nó. Trinh Cherry đã có 020 mã 37 rồi chị nha. Ai nhận dạy nhà Diệu là biết rồi, chỗ cái phản hồi mà khách khen em nó tuyệt vời tuyệt vời. Chị Hà Hiền đã có 38020, ok chị nha. Chị Hoa Bùi đã có hàng, chị Titi Phan đã có hàng. Dạ đời sụp lắm được con nhiều mỏ, đẹp lắm các chị ơi. Hàng kim có rồi đừng đặt lại chị ơi, hàng kim nãy dùng nhận rồi. Nguyên. Hàng của Sáu Diệu mặt hàng nào cũng đẹp, cảm ơn chị Phương Võ nha. 39020 cho chị Dung Mai Nguyên. 41 tăng một sai Văn Nguyệt. Tăng một sai các chị nhá. Chân này tăng một sai nha. Mấy đôi này giống như đi 37 với lấy 38. 42 cho chị Thân Nguyên. Các chị ghi 020 vào giúp em cái các chị nha. 020 kèm sai giá bán 220.000. Còn đi mấy đôi? Không có 44 đâu các chị. Mà 237 kêu Huyền vào cho con. Đấy con nói cho chị. Rồi xong rồi đưa đôi này luôn. Đôi này nói ok chị đồng ý được nha. 41 cho chị Lâm Diệu Nguyệt. Chị Ngọc Nguyệt đã có hàng chị nha. Màu đen là mã. Ok chị đồng ý chị đã có hàng. 020 từ 37 đến 42. Giày này giá là 220 tăng một size gần 3 triệu. Nói chung 3 triệu một chị đôi á. Chị Lê Túy Hằng. Hai đôi 41 và hai đôi 42. Ok chị nha. Ủa sao nói nó hết hàng mà Thủy nó hết nhận rồi. Ở bên kho còn. Rồi lát lại tiếp. Bên kho còn. 37 là 8 39 còn. 02042 cho chị Mận Cầm Nguyệt. Các trang mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc nha các chị nha. Chị đổi lại sai 40. Không, okay. Ngọc Nguyễn à? Không đổi, Ngọc Nguyễn nó giữ nguyên đó. À rồi, ok luôn chị nha. Chị Nguyễn Thí Thân cho shop số điện thoại chị nha. Chị Nguyễn Thí Thân, em nhắc là chị cho shop số điện thoại nha. Đặt hàng các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc nha các chị nha. Chị mua thêm sai 37 nữa đấy em. Dạ ok, chị về là chị Yên Nguyên là có hai đôi 020 36 và 37 nha. Áo vô mặt có tay màu vàng. Nãy like rồi đó chị, lên sang đang rồi. 02042 chị Thanh Nguyên đã có hàng chị nha. 37 020 Vi Nguyệt. Đây này là nam nữ 41. Đều đi được, nam nữ đều đi được. Mã 020 cho chị Đặng Văn, ok chị nha. Áo vô đang mặc là có màu vàng nữa nha. 408.000. Các trang mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn để shop chốt đơn nha các chị. 40 cho chị Trâm Lê. 41 cho chị Xe Đi Tuyền. Nhà nhiều bán gì cũng đẹp, chất lượng và rẻ lại tốt tiền. Thiệt bỏ gần tỷ ra nhập cái hàng này đó. Màu đen này nói là nam nữ nhiều bao nhiêu nha các chị nha. Ok, cảm ơn chị Nguyệt Thị Thân nha. Các chị khi mình đặt hàng mình ghi kèm đồng ý cọc để shop chốt đơn nha các chị nha. Bắt đầu em nhận là dù bị cho các chị cái mã này nữa. Giày này chỉ lắm. Có từ size 37 đến 42 nha các chị nha. Lai lại nha các chị. Giày đen không có size 43 đâu mấy chị ơi. Đến ai rồi em? Hết rồi, từ tiếp. Giày đen đâu? Từ từ đây. Trâm Lê đã có hàng chị ơi.
Đôi trắng giờ chỉ còn size là 30 3941. 3941 thôi, giá 195.000 riêu màu trắng em có nói nha. Nó có bị cà cà lửa sau cái đế về một chút xíu này. Kèm theo màu trắng nó vậy bị vô có dướng một chút thôi thì các chị thông cảm, chiều thì nói chung là lấy là phải chấp nhận á, lấy là phải chấp nhận chứ không có bắt lỗi em mấy cái đó ha. Em phải báo kỹ chút. Trường hợp tỷ lệ nó ít lắm nhưng mà nhiều chị kỹ á thì bắt lỗi á thì em mới nói luôn. Đôi này là hôm trước là em coi là 2.3 này, 2.3. Nói mà khách không tin, nói mà khách chị không tin. Nhưng chỉ có một chị không tin thôi, còn lại là đã nhận rồi là tin hết trơn. Đã nhận rồi là tin. Tin mới mua tiếp hàng này chứ các chị ơi. Em bán mã dài này em bán đến 6 mã là coi như em like từ ngày giờ là 10 ngày rồi phải không? Nếu mà em nói xào xào các chị ở đây là xử em liền. Dễ gì ngồi đặt thêm mã này mà em hot lên được giá gần 3 triệu cho các chị. Cái vấn đề ở đây ai đã nhận rồi là biết, cái giày rất là nhẹ, hàng là đúng hàng xịn nha, mà lúc đầu em không biết, em thấy hàng tuần là nó bán 800 thôi thì em nghĩ là nó cũng tầm dừng đó, tại mình là không có chuyên mấy hàng mặt hàng này, mình chỉ có là kênh hàng sale hoặc là đúng hàng xịn luôn, đúng mà đồ chất lượng á, mà chấp nhận bỏ tiền ra ôm hết á là lấy được cái giá rẻ lắm. Thì là em mới nói là bảo đó là tỷ là em ôm được mấy cái đôi này để em phèn báo cho các chị này là hàng đủ size, cái này là nguyên hộp full hết luôn nha, là xuất đi nước ngoài mà không xuất được, là được dịch vừa rồi nó ứ lại đến bây giờ luôn. Cuối cùng á thì người ta mang chào một số, tại chào thì em mới có nói là 15% giày này là đã tuồn ra ngoài thị trường nên mà mới các chị mới thấy cái giá là tầm 900-800 mấy. Thì em cũng nghĩ chừng đó thôi, đến khi em lên web của nước ngoài luôn nha, em kiểm tra luôn, hàng này vẫn đang bán với giá 2.000 một đôi, vẫn đang bán tại Đức và Đan Mạch luôn, là hai cái đất. Rồi giờ á em hướng dẫn lại mã này là mã 300, mã 300 các chị ghi mã 300 trên size. Khách còn nói nó nhìn rồi đẹp hơn ở trong hình nhiều, đẹp hơn trong hình nhiều luôn. Mà đi em bao các chị nhà Tân à, nhà lắm, nhà em là gọi như là cả gia đình, tại vì nam nữ đi được thì con em là size 36 cũng hiền là nó đi được 36, em là 37 là 38, chị con size 39 và 40, ông xã em 40, 39 là lấy 40, là vậy là đủ luôn. Ở ngoài không còn có chỗ ngồi luôn. Rồi em lên tiếp nha. Rồi chị, mình ghi kèm khách hàng mới tiếp chưa ba, mã 300 này chốt xong chưa? Xong hết rồi. Rồi em qua nha, bây giờ em sẽ qua nha. Rồi mã 020 là các chị là đã, đôi này là mắc tiền nhất trong các đôi giày này. Ôi em không nghĩ nó lên tiền lên chị web mà ra cái giá tiền kinh vậy đó. 39 và 41 thôi nha chị Nguyễn Trung nha, các chị nghe tư vấn kỹ nha. Nam mang được luôn các chị, da này gọi là unisex, nam nữ mang má được. Má 2 đưa lại cái cho 38 và 40. À 38 39 40. Má 2 giá 150.000, giá 38 39 40, hàng này khác nha. Hàng cối này khác nha các chị yêu. Cái này bán sale vui vui thôi. 39 cho chị Văn Nguyệt, ok chị nhé. Rồi má 2. Chị vừa nhìn lại cái này mà điều bì thôi nha. Cái gì chị? Nhận đi chị, vẫn còn mấy thùng cho tôi. Cái này nè, cái này nè, nó ghi ở ngoài bao bì là 037 cho chị Yến Văn Độ. Đi Úc nha, đi Úc nha các chị. Nó đi nè, đây nè. 100% cái gì đây chẳng có rành mà nó sale thì em bán thôi. Em thấy ok đi, ok em chân rẻ tiền, đẹp. So với bỏ tiền mà đi mua giá gốc thì rẻ rồi. Thôi trăm mấy ngàn không vấn đề. Nhưng mà đó nó túi nó bao bì, nhưng mà cái đôi này chỉ có hàng này mới có hộp thôi, còn mấy hàng kia nó không cho em hộp, nó lấy hộp lại không biết mình chi nữa, kiểu như để nó làm cái giá trị cái mặt hàng nó giảm xuống á, là bỏ hộp với nhìn nó giá trị nó cao á. Các chị khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị nha. Mã 23 cho chị Bùi Thị Hồng. Bổ sung mã một chỉnh size từ 38 đến 41, mã một chỉnh size, mã hai chỉnh size cho chị Kim Ngân. Mã một là giá 155.000, đôi này mã một giá 155.000 các chị coi này, da của nó này. Mã 240 cho chị Mong Thanh Niên. Mã 1 nha. 300 là em nói này các chị, chỉ còn size 39 và 41 nha các chị nha. Mã 139 cho chị Ly Tương. Mã 138 cho chị Ái Thương. Mã 338 chưa lên. Này da của nó này. Mã 239 cho chị Nguyệt Trúc. Chấn size nha. Mềm này, mềm xeo luôn á. Mã 139 cho chị Diều Minh Hoàng. Cái này là em dự bị đó các chị nha, tại vì các bạn đang soạn nó tiếp bên kho luôn rồi,
do mới về các bữa trưa này á thì nên ông em like nên không có ai phụ đi soạn, thì bây giờ có 2 tiếng mà không có soạn kịp thì em sẽ dành dù bị bây giờ bắt đầu là em sẽ nhìn, thì chị nào trước em sẽ nhìn mà nhìn theo cái giờ 2, 3, 8, 9, cái giờ của các chị, nếu mà không có thì em sẽ báo các chị em có 139 chị Trâm Lê 37 không có nha, 37 không còn. Mã 141 cho chị Mồng Tâm Nguyện. Mã 1. Mã 139 cho chị Nguyễn Trúc. Khách hàng mới các chị nhớ đi kèm đồng ý cọc của nó ngoài vùng hộp nè. Cái gì 100% mà nó dịch dịch cái coi với chị, dịch cái đó. Mã 139 cho chị Minh Hoàng. Ba bảy hết rồi các chị ơi, mã 1 mã 2 3 7 hết rồi các chị. Bây giờ mình chốt từ 38 đến 41 trở lên. Cái này cũng xuất xuất mà không biết có phải xuất không nữa. Nói chị nói chung Đằng là... Văn để em kiểm tra. Ok chị Đằng Văn là em lấy 02041 rồi chị, dài nha chị. Các chị nhớ mình ghi rõ mã nhá, để em chốt cho các chị rõ nhá. Mã 239 cho chị. Không đi tìm được hàng xịn đâu các chị, chỉ có mà giống như hàng xịn một là vô sốt luôn, thật tình là đó. Còn mà mua trên là em phải cân, em phải bỏ vốn dữ lắm em mới làm được cái hàng xịn này. Còn không là hàng cứ bình thường thì bình thường thôi. Mà bình thường các chị cũng mua hàng order, hàng đôi 300, 300 mấy là bình thường. Bây giờ đôi này 100 mấy nhưng là cái giá trị của nó là gấp rất là nhiều lần. Giống như đôi này các chị chưa mua được 10% nữa, 10% của nó còn chưa được nữa. Đôi này 3 triệu mấy, phải không? Gần 3 triệu, cho 3 triệu luôn nè. Chắc chị mua 220 chưa được 10% nữa. Các chị hình dung một cái đôi giày không? 10% nó còn mà chưa được nữa. Mạng 138 cho chị Nhung Hoàng. Nó xịn đến cỡ đó luôn. Các chị ơi, mạng 1 là các chị ghi từ 38 đến 41 nha. Nó đóng đồ gô, thương hiểu sao này. Nên em nói chị nào tin thì tới với em thôi. Còn như chị nói, trời ơi. Giày là 020 nha các chị, mạng 139 cho chị Trâm Lê. À, chị nào mà sợ chị là thôi bỏ qua, sợ là để khỏi mua được đồ đẹp luôn á. Mạng 140 cho chị Nguyễn Tuyết Ân. Mã 1, mã 2 là dép nha các chị nha. Còn 020 là giày đen các chị. Các chị nghe tư vấn kỹ nha. Mã 140 cho chị Lê Thu Huyền. Ồ, đi để nó vô đôi vô bạn chưa. Thì tìm đi sao nhiêu. Mã 138 cho chị Trân Trần Diệp. Chạy dữ vậy. Mã 139 cho chị Hoa Phan. Một cái đôi giày rất là VIP luôn các chị. Có nhiều ớt nào. Ít lắm hả. Mã 241 cho chị Trà My. Đi chân coi được không. Để vô cái thứ. Mã 141 cho chị Lê Phan. Trời ơi. Mã 138 cho chị Nguyễn Liên. Để tôi đi trước coi đã. Hả ơi, số lượng có nhiều. Số lượng có nhiều đây à. 141 cho chị Nguyễn Liên. Lấy đôi 38 thì nhiều. 40 mã 1 cho chị Thùy Ngân. 37 bán hết hàng rồi các chị ơi. Cảm ơn các chị, em rồi. Cảm ơn các luôn. Các chị. Cảm ơn bút. Mã 141 cho chị ở Bi Phan. Bi thôi. Giày size 37 mã 028 605 cho chị Luyến Trần. Ok luôn chị nha. Khoái khoái. Ừ rồi, nó nhiều mã lắm. Đến nay mình ngất ngây với giày dép luôn các em chị. Em trăm mấy ngàn mà chơi đồ xịn không? Chị Nguyễn Trúc đã có mã 139 đã có hàng. Kami mã 241 đã có hàng luôn nha chị nha. Cái này là dự bị thôi nha bà con. Là nói chung cũng sẽ có nhưng mà chị nào mà đặt sau cùng là không có hàng nha. Mã 141 cho chị Hà Trang. Mã 141 cho chị Kami. Chị Kami. Ok có mã 1 mã 2 luôn. Ok là giày là dép nha các chị nha. Còn giày các chị ghi là 020 và 300 đang bán nha. Giày đen là 020, giày trắng 300 nha các chị nha. Cái này là đừng có tự hào nha, đi thoải mái rồi nha. Chị em đi là còn thoải mái đó. Tại các ơi. Chị biết sao không? Cái gót mà mình đẩy tới trước được nên thành ra ở sau vẫn còn dư nữa. Đừng có ấy nha. Mã 139 cho chị Mỹ Hân Nguyệt. Chị Mỹ Hân Nguyệt đã có hàng. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc. Mã 1 giá 155.000. Già đâu mấy chị nha. Thấy miếng da nó teo lủng la lủng lẳng ở đây không? 020 size 41. Hay là nói chung thôi 100 mấy ngàn đừng có suy nghĩ nhiều. Đi em là được rồi. Đẹp, kiểu đẹp là được rồi. Mã 2, quách cái mã 2 lên ai bổ sung này. Đẹp nha, đôi này vừa để lại đó này. Thêm 020 size 42 cho chị Thúy Nguyên. Ok chị nha. Mã 2 là có 38 đến đến 40. Chị Ghiền. Ok, cảm ơn chị Trâm Lê nha chị. Không, nhìn dày là các chị Ghiền. Còn mấy đôi này, trời ơi, cái đôi mà 022 này mắc tiền nhất trong các buổi em like. 02040 cho chị Vân Vân. Tăng liền cái đặt liền cái mã này cho em đi, khoái khoái. À, mấy chị đặt cho xong đi, để cho xong hết đã rồi tôi mới chuyển mã mới. Và không mới bấm nó lộn. Ơi, đẹp quá. Mã đẹp. Trời ơi, mã đẹp là mã nào chị Nhiên không, ý là ơi. Khen, chị khen đó, chứ chị chưa có đặt đâu. Mã đẹp xe 38. Không có, đâu làm cho gì. Chị thêm mã đen 42 chị Lê Túy Hằng, ok luôn chị nha.
khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn giúp em. Rồi bà Thị Hoàng bắt lời bút luôn. Đây bút đây. Cái gì đừng đổ lộn xộn mấy bà ơi. Tôi nói thiệt, đi soạn đôi giày cực lắm. Bà nào đổ là gạch luôn là coi như mà đôi chốt lại từ đầu chị nha. Nguyễn Hồng Yên đã có hàng chị nha. Các chị ơi ngứa quá. Em đang em là người đi soạn giày cho các chị đó. Rất cái mặt em thấy ghê không? Bong ra rồi đó. Mà ôi trời ơi, chưa có mà 339 đâu chị Kiều. Đâu ra đâu, từ từ. Quá độc luôn. Chị chốt thế em liệu. Chưa mang mã 3 đâu. 339, ok nha chị Mỹ Hình nha. 300 là chị à, còn 39. Hai các chị chốt đã không? Trăm mấy ngàn, chốt vô tư. Chốt mà ta nói không biết có không chốt trong đam mê giữa tôi cũng được. Tôi cũng tào lao. Cái này mã 1 nha. 240 cho chị Phú Mỹ. Chính okay, sai, chính sai. Chị Phú Mỹ đã có hàng rồi chị ơi. Không, đi đã lắm, đi ok, được 150 ngàn, cho 155 ngàn. Cho hai đôi dép size 38, cho chị Tường Vi, ok luôn chị. Dép gì? Mã 2. Rồi mã 1, mã 2 luôn ha. Khách hàng mới các chị. 022, quất liền cho em từ 37 trở lên. Dù nói quá chị ơi, ta nói trời ơi, cái hàng nó xịn. Mã 1 size 37 cho chị. Xịn lắm. 022, 37 đến 42. Cả nhà nhìn cái đế của nó đi, nhìn cái đế chữ của nó in nè. Chị Nguyệt Hoàng Cầm Tú thêm size 42 mà 020 ok luôn chị nha. Hàng này dù không phải dù nói đại nha, mấy chị nãy vào sau tưởng dù nói 37. Nói hót rồi dù được cười gì đâu. Giờ dây đang cầm dây đen là test chị liền. 020 nha. Giờ tôi test lại cái này. Là 300. Test lại cái rồi đi ha. Chị có mã 1 chị nha. Mã 1 size 39 chỉ có luôn rồi, mã 2 chỉ có luôn. Các chị ơi, mình chỉ có từ 38 đến 41 đối với Jack nha các chị nha. Mình nghe tư vấn kỹ, 37 đã bán hết rồi các chị ơi. Ê. Mã 1 size 40 cho Chi Miêu. Phải làm mà cho mấy chị coi chứ không mấy chị tưởng dịu à. Chị Nguyệt Hồng Uyên đã có hàng rồi chị nha. Mã 1 size 41 chị đã có hàng rồi. Mã 1 đây size nha, 38 mấy chị. Cho chị Trương Thanh nha. Giày đen size 42 rồi, cho chị Nguyễn Trần. Ok luôn chị nha. Hả? Ra nha. Test cho đàng hoàng nha. Tìm kiếm cái coi. Không biết nhảy ra cái gì đây nữa. Hãy em coi với trang này nè. Nó mới hiện lên giá mà này. Mã 1 size 38 cho chị không, Ngon. Cái này chưa ra giá, để thoát ra cái đã. Số cái số 2 đi, cái số mà 3 đi. Mã 2 size 38 cho chị Nhiên Vợ. Tiền Đức nha. Tiền Đức các chị nhà dịch đi. Gần 3 triệu của em nha. Mã 1 size 38 tiền Đức nha, nè, tiếng Đức nè. Dịch tiếng Việt cái coi. Coi nó có dịch luôn không? Coi giá chị, này ra bao nhiêu. Chị Hồ Tương Vi ơi, mình có là này lấy cho chị là hai đôi dép là giày thể thao màu đen chiều nè. Giá tiền đây nè. Đây dịch tiếng Việt mà nó không dịch tiền. Mã 238 cho chị Hồng Diệu. À các chị lên mà lên đây đặt đi. 020, lên đây đặt về so sánh luôn đi, coi giống không? Râu phàm. Đó. Lên đây đặt coi về so sánh coi giống không? Mã 1 size 39 cho chị Cherry Trương. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc. Coi nha. Shop chốt đơn các chị. Nên 02041 cho chị Nguyễn Tiết Ân. Nên mấy chị mà vô mà nói ở dìu nói hót cái hả, xin lỗi ha, không chơi kiểu đó nha. Cái này là hên ông trời thương cho 4, cho được cái lô đẹp thì bán thôi. Chứ mà chơi hót là không có đâu nha. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc nha. Mã 020 cái này nó mờ quá. Giá bán 220.000 các chị nhớ ghi kèm là mã chi tiết sai vào các chị. Cái vân của nó này. 38 cho chị Sukale. Rồi vân này. Cái mã này là mã 020. Đó. Thấy em test ra cho các chị đó, bấm các chị bấm vô đây. Trong này các tất cả mà những cái hàng mà riêng mà dày mà cái hiệu này á. 020 size 42 cho chị Hoàng Vân. Các chị sẽ lên trên mạng search được ra cái hiệu này nha, hiệu này. Đây đây cái chữ này này. Dép là chị chữ có này từ 38 đến 41 thôi các chị ơi. Đã bán hết mà size 37 rồi các chị, cho mình đổi 02041 lên 42 chị Cẩm Tú. Trời ơi đừng đổi mấy chị ơi. Cái gì mà lộn xộn. Không biết nha, chứ không có hàng nha. Chị nào đổi là sau cùng nha, không có hàng nha. Ok chị Râu Phạm đã có hàng nha các chị. Tăng một size dùm em, tăng một size dùm em. 238 chị Nhiên Vợ. Tao tự nhiên các chị, em là em bán sale thôi, em bán sale thôi nhưng mà thật tình. Cái này á là cái thời gian đầu á em cũng dở. Không sai lớn nhất là 42. Cái giá trị nó quá cao mà mình không biết. Mã 238 và chị Hồ Tương Vi đã có mã 1. Rồi xong chưa các chị? Kiến lâu thế chị ơi, rồi dép kem tua mã mấy giá nhiêu ơi, là giá tua 150 ngàn mã 2 từ 38
Mã 2 từ 38 đến 40. Hàng tua tua này, mã 2 nha. Mã 2 giá 150.000, mã 1 giá 155.000. Cũng từ 38 đến 41, cái này là đến mức 41, còn cái này chỉ đến mức 40. Còn mã này á là mã 2020 giá là 220.000, giá 220.000 luôn. Đây. Rồi chốt tiếp. Chị Trương Kim Oanh mặc 1 size 38. Cái đế của nó là nó đóng này dưới này luôn á. 020 size 42. Ai? 020. Quảng cáo dữ lắm. Size 7 sao chị Quý ơi, chị Quý ghi lại giúp em cái. 37 37 em ghi vô đi, em in luôn em 37, ghi. À, em ghi lại đi. Cái này là em đã nói rồi, riêng cái thể thao các chị tự động lên cái cột dây là phải tăng lên size chứ. Cho chị Miêu. Dạ chị Miêu đã có hàng rồi nha. Đấy mình chứ mình đổi đổi là chết em rồi. Riêng hôm chị nay, nào đổi là chút cũng có đâu nha. Hôm nay hết tiền rồi, nhắm mắt lại thôi. Mã 1 size 38. Bộ em đang mặc áo là 408, quần là 500. Áo có màu uống không? Trời ơi. Trời ạ, à, chuẩn bị chị nha. Đã có hàng chị nha. Chuẩn bị nha. 020 size 40 cho chị Nguyễn Bút. Các chị không uống công, không uống công, không uống công coi like phải không? Các chị ơi ủng hộ em đi, chị em sẽ cố gắng tìm những cái mã thiệt đẹp, giá thiệt rẻ cho các chị, nhưng phải hàng chất lượng. Khách hàng mới các chị nhớ khi kèm đồng ý cọc nha. Các chị cứ yên tâm, một cái áo em bán 400-500 ngàn em không bán được, em không có để mất khách vì 100 mấy ngàn em muốn dạy, cái này là em không dạy. Nhà em các chị biết rồi. Cái này là em mới cái giá 400 mấy là em đang bán là còn rẻ hơn người ta 200 ngàn một cái nha các chị, mà đang là nghiêm nha, không phải ăn sale, là các chị biết em đi làm giá rất là dễ nha. Cái tầm mà đi làm giá của mình tại sao mà làm được cái giá này á, là các chị biết sao có tiền các chị để shop chút luôn nhập nha. Cái số lượng mà như người ta nhìn cái là người ta muốn bán cho mình luôn á. Các chị cứ nghe hình dung, nhập một cái, hai cái hoặc năm cái là nó khác phải không? Nhưng ra 50 cái, 100 cái là nó khác. Một màu này các chị giao bỏ tiền ra nhập 100 cái là tự động người ta hạ giá cho các chị. Người ta giữ các chị giống như là ôm trong tay liền đó. Là đó đó, em phải bỏ tiền ra em nhập đó. Về em bán. Chị Nguyễn Trúc đã có hàng rồi chị Nguyễn Trúc nha. Mình có mã 1, mã 2 luôn chị ơi. Thế đồ nhúng em bán bình thường các chị ơi. Cái gì em cũng có hết. Em nói sản phẩm nhà em 50 ngàn em vẫn bán nha, chứ không phải là em bán hàng cao cấp rồi mấy hàng mà rẻ tiền em bán. Rẻ tiền nhưng chất lượng em đều bán hết. Em không quan trọng cái giá, mà quan trọng ở đây là chất lượng thôi. 02 chị Hoàng Anh đã có hàng. Khách hàng mới các chị đọc bài ghi giúp shop khi kèm đồng ý cọc, chị nào mà có rồi mình ghi nhắc lại. Áo 480 ai đặt ghi dùng cho em. Vàng, đen, các chị chỉ cần đồng ý cọc thôi. Ngày mai rồi chuyển khoản không có sao hết nha. Em giữ hàng. Quan trọng em giữ hàng, em nghiêm cái bill ra em giữ hàng cho mình ngay bây giờ. Rồi ngày mai các chị chuyển khoản thì tiếp sau. 2042 đã có hàng. Mới về hả? Mới về rồi để vô đọc nha. Áo là 480 có 3 màu nha. 65 ký dưới 65 ký thôi nha. Rồi. Chị APMA đặt hàng lại giúp em nha chị. Quang 500 chốt đơn được ạ. 38 mã 020 cho chị Mai Yên Trần. Dài là 020 nha các chị nha. Thấy các chị hết nha. Các chị ơi chuẩn bị lên hàng đẹp, bấm liền. Mấy chị coi mấy bao nhiêu chị coi đây, có chia sẻ cho dù không? Khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc nha các chị. Dép là các chị có từ 38 đến 41 thôi nha các chị. Trời ơi sáng kênh sáng giờ nãy giờ bán chưa xong ba mã. Chị Diệp Nguyệt đã có hàng. Chị Hồ Tường Vi đã có hàng hai mã luôn, hai mã dép luôn chị nha. Đọc lại lần cuối cùng để còn qua mã rồi mấy bạn lâu quá. 020 size 37. Nãy giờ chị Nhung Hoàng là chị đặt 38 mã 1 à dép rồi, chị có hàng luôn rồi. Ok chị nha. Rồi, chị Lê Thúy Hằng đã có 4 đôi. Ok chị nha. 020 đen 39 cho chị Hải Yến Nguyễn Thùy. 02042 chị Hoàng Anh đã có hàng. 02039 các chị Lê Chi. Coi bài ghim đi. Coi bài ghim cái là đặt được có hàng liền. Khách hàng mới các chị. Đừng bỏ qua, đừng bỏ qua tiếp lắm á. Em vừa cho chị xem đầm kê thôi chừa bà ơi, đừng đeo coi đầm nữa, coi đầm. Bán giá còn chưa xong rồi lôi đầm ra chi nữa, lôi đầm ra lộn xộn lắm. Các đồng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc giúp em nha các chị. Được, cái này bán trong Tết thì có tay, nhưng giờ hết rồi, giờ về sách nách thôi. 02039 cho chị Minh Vương. Bình tĩnh các chị, cho các chị khác đặt cho xong đi đó. 1 size 38. Khi nào mà không có ai đặt thì em mới qua mẫu chứ khách đang đặt bảo em qua mẫu đâu được. Các chị hình dung không? Phải có khách đặt, không đặt đó thì em mới qua mẫu. Đó, kỳ đăng ký nó đang đặt nãy giờ, đọc nãy giờ rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. 138 cho chị Nguyễn Thị Kim Thân. Các chị yên tâm, nói chung Hà Phạm ơi, em hướng dẫn này chị Hà Phạm ơi, không cần cọc ngay, ngày mai cọc cũng được. Chị chỉ cần để lại mã hàng, số điện thoại, kèm đồng ý chuyển khoản, chỉ cần ghi vậy thôi. Chị Thảo Vọt nha. Rồi đọc lại mã cho em kỳ, cho chị xin đọc lại mã chút xíu. Mã này là mã
Số 2, mã 2, giá là 150.000, có size là từ 38 đến 40, 38, 39, 40. Hàng này chỉnh size nên cả nhà mình yên tâm ha. Rồi, đôi này là cũng có vậy á, thì giá là 155 là em gọi mã 1, em gọi mã 1 các chị nha. Các chị có đường may của nó là nhìn rất là đẹp, rất đẹp. 155.000. Cái này cũng chỉnh size. Nói chung là khi mà mình đi từ, vì có cái đồ cao nên cái chân mình hơi đẩy xuống chút thì em thấy là hơi rộng nha. Nên mình đừng có trừ hao. Hơi rộng là cái lúc mà em chưa gài cái dây, còn mà em gài dây vào thì cái vấn không, cái vấn đề đó là không sợ nữa rồi. Nhưng mà đó là chỉnh, cứ ghi chỉnh size đi cho nó dễ đi. Thôi ok. Mã 2, à mã 1. 155 đó. Mã 1 155.000 kèm size. Có size 38 đến 41. Rồi, mã 2 38 đến 40, có vậy thôi. Rồi, mã này là mã 020, giá 220.000. Nãy là em có test cho các chị rồi đó. Đó, 3 triệu của em không hề ít nha. Không hề rẻ nha, mà mình mua nhiều 220.000 thôi. Còn chị nào, em nói là chị nào tin thì mua, còn tin không sao cả. Em không có, em không để lừa khách đồ mấy cái này đâu. Cái này em chỉ có băng kèm, không phải là chuyên của em. Các chị hình dung không phải chuyên nha. Nên không thể nào mà em để mất khách về mấy cái sản phẩm này. Em là chuyên áo quần, chuyên áo quần cơ. Cái này vì xinh, đẹp thật tình. Nói chung em đến liều, em bỏ tiền ra em hốt luôn. Để em làm mình á. Là người rồi, ta mới okay, sale cho em dám bỏ cả tỷ ra để mà hốt cái lô này này. Chị Quỳnh Quỳnh chị cứ đặt hàng ấy chị nhá. Sáng nay sau live các bạn nhân viên sẽ chụp hình xác nhận cho mình nhá. Xuân vỏ đen 020-4238 ok chị nhá. Mai Ân Trần lấy thêm đôi bao vải 020 ok chị, các chị. 020 giày đen nha các chị. Ôi em cũng đo đó chị Thanh ơi. Trời ơi mua đại ơi, em bán sale mất các chị, đừng hỏi kỹ quá nha. Tại tại cái này Nam Thanh hả? 020-41 cho chị Kim Ngân. Nam Thanh á. Chị Kim Ngân có hàng rồi chị nha. Cái này okay, mà đi nha. đi lên thấy đầm thì quá Nguyên quá ơi. Tuyệt vời luôn. Dạ chị Thuy Nguyên đã có hàng luôn nha chị nha. Đó các chị chốt đi xong chưa kỳ lâu dữ vậy hả? Nãy giờ đợi chị á. Rồi xong hết chưa? Từ đợi xíu. 37 em không có nhận đơn hết rồi. 40 nữa. Thêm cho chị Nguyễn Hồng Châu khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc nha các chị nha. 02041 chị Kim Ngân đã có hàng. Chị nào mà mua chị Nguyễn Hồng Châu đã có hàng. Mua da thịt của nhà em mà 700-800 ngàn rồi á. Các chị biết không, em đang chờ cái lô đó về nữa đó. Một mã, em còn bán một đôi 700-800 ngàn. Em cũng đang bán bình thường nha các chị. Không phải là em chỉ có bán những hàng này không đâu nha chị Lương. Em giá nào em cũng có hết á. Khách em đã nhận rồi. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc giúp em nha các chị. Ui lưu chị này cái đó. Cứ nói chuyện đi, nói chuyện các chị. Rồi đó mua phiên phiến đi cho người ta bán để lên được nhiều mà mấy chị mua đồ đẹp mà khó tính, đẹp rẻ mà không được khó tính nha, mua rẻ là mua nhanh nha. Để em còn lên trời nhiều mã lắm mấy chị ơi, giờ muốn tôi khoe không, tôi khoe thiệt luôn á. Cái đôi dép này thôi nè, chúc em bán cho thiệt rẻ cho chị đi ra đúng nha. Đó em nói nhiều lắm. Ok chốt mã 02037 cho chị Hà Phạm khách hàng mới nha. Ok chị nha, nên chịu khó chốt nhanh nhanh chút. Mua nhanh bán nhanh, nhanh mà gọn nha các chị, nhanh gọn lại dùm em nha. Mã 240 cho chị Mỹ Hân Nguyên. Mã 1 đã, mình hiện tại đối với dép là mình có 38 trở lên các chị nghe tư vấn kỹ nha, 38 đến 41 bên nhiều bán nha. Hàng, uy tín mà rẻ nữa mọi người mã ơi. Mã 238 cho chị Thúy Liệu, ok chị nha. Các chị mã làm sao mà trang với em thiệt đông đi. Em bỏ tiền ra em nhập thiệt nhiều đồ đẹp cho các chị về mà em bán giá thiệt rẻ nha. Dạ ok chị Hà Phạm. Mình đã lên được hàng nhiều, mình mua giá mà trăm mấy ngàn mà. Em là giữ ước mơ của em, các chị biết hàng gì không? Thiêu tay mà lại lấy tỉnh gốc tại Thái hoặc Trung Quốc luôn á. Là em đang tìm người lùng mà lùng một năm nay chưa ra đó. Rồi ok chị Tường Vi mà thiêu tay, lan lành và xô được vậy á. Các chị mua 500-700 triệu mấy rồi ví dụ vậy á. Là em đang cho người lùng rồi đó. Lùng mà tìm sao mà được cái tận gốc luôn. Em về em bán cho các chị với cái giá mà gọi như là hàng chợ bình thường thôi. Là đó, tìm một năm nay chưa ra đó các chị. Không phải mà nói các chị mà nói ờ muốn mua là có, ra chợ mua là có, không có đâu. Chị Nguyệt Chi mà một là có 38. Cái giá nó quan trọng lắm. Đang nhờ người lùng đó. Lùng tài phải đúng được cái gốc của nó. À, đâu phải mình cái nào cũng biết đâu các chị. Em đang tìm thêm cái hàng mà thiêu tay đó. Các chị đợi em một thời gian mà em lùng này, em lùng hàng nhúng này nè. Em mới làm việc được với nhà máy mà em mới bán cho các chị giá về được đó. Hàng nhúng xong rồi. Giờ em sẽ làm thêm cái hàng thiêu tay nữa cho các chị. Mã 139 cho chị. Em không có đặt, em cũng chẳng may đâu. Phải làm sao mà làm trực tiếp tại nguồn luôn á.
tại bên Trung và bên Thái luôn á, nó mới là được cái giá ra giá rẻ luôn cho các chị, tại vì về đây mà 800-900 là đương nhiên giá sỉ là phải 500, mà đó là sỉ đầu nguồn nha, sỉ cái sỉ mà gốc nữa nó phải xuống 300 không, mà 300 về em chỉ cần bán 350-400 là xong rồi, mà ngang nếu mà ra ngoài các chị phải mua cách tiền triệu đó là phải tính là cái giá về em mới chịu. Nên các chị nha, cứ từ từ đi, em sẽ tìm hàng đẹp cho các chị, chủ yếu là khách đông là cỡ nào em cũng theo được hết. Rồi xong chưa? Chuyến nha. Rồi 88 phải được rồi. Chuyến mà bắt đầu. Ê, tờ giấy của tôi đâu rồi trời? Ê, nãy chị ghi tờ giấy. Đây. Đối xăng đan, mã nhiêu về dục, bao nhiêu tiền? Trời nữa hả? Mã 1, 155 ngàn. 155 ngàn kèm size từ 38 đến 41, không có size nhỏ nha các chị, không có cần trừ hao, nói chung là chuẩn size rồi đó. Các chị ơi, thương em đến với em đi, em tìm hàng đẹp cho. Nói chung sản xuất là cũng ok rồi, nhưng em muốn đi nhập á, tại vì cái nhập cái hàng của người ta nó cái vải nó đẹp, nó lạ. Em thích cái đó không? Nhúng này các chị thấy đâu ai bán mà cái giá như em đâu, không có. Rồi. Mình mua một cái sản phẩm mà rẻ hơn 500 ngàn, 300 ngàn là nhiều khi khách nghi ngờ dữ lắm, nghi ngờ bán loại gì. Mà em nói tin thì tới cũng tin thôi, chứ mệt quá, nói giải thích nhiều mệt. Hoặc là bao bài đã bán hết cũng, rồi đó chị. Cũng không có gì mà phải thắc mắc. Mã 1020 size 39 cho chị Hương Linh. Mã 1. Ok nha chị nha. Cái đôi này là mới là xịn nè, các chị nha. Này, có 5 phân thôi à, cái đế chưa được nè. Mà cái nó đôi nhỏ nó mình còn đi khó, chứ còn đế cái đế bằng nó đi rất là dễ luôn. Cái này mà đi chị dành cho mấy chị mà giống như em nó đi du lịch thôi, lên đầm mà nó èo èo chút cho nó đẹp á, cho nó cao, cho nó có duyên chút á, để cái đầm nhìn nó thanh mảnh, những cái dáng mình thanh mảnh ở đây. Mấy đôi này đơn giản đẹp quá trời này. Rồi, okay, rồi tiếp cà phê cà phát 38 cho chị Phương Kim. Cái này là bán kiếm lời đó rồi nè, phải bán kiếm lời. Rồi, cái này chị đọc nha, cái này là dầu đọc nha mấy chị, dầu không cho thì đọc, tại biết sao không? Số lượng đây, mấy chị nhìn đi. Có size 37 và đến 41 thôi, cái này tăng một size nha. Giày này giống như cái đôi giày của 022, tăng một size. Nãy thử thủy thử rồi, thủy thử rồi đó. Trời ơi, đẹp giả mang luôn. Ui, đau lòng quá. Đẹp quá mà đau lòng. Thêm một đôi mạng 139 cho chị Nguyễn Trúc, ok luôn chị Nguyễn Trúc. Khách mới coi bài game đi nha, chứ không thôi chút mà lên cạnh càng ngày càng mã đẹp các chị là không có cơ hội chút được. Chị Hà Huyên, chị chưa có hàng nha, chị chưa đồng ý cọc mua sắm trên tên chị. Chịu khó coi bài game để đặt cho đúng cái cú pháp. Rồi bây giờ chị Diều chuẩn bị lên tiếp cái mã tiếp theo nha các chị. Không có mã 3 đâu. Cái này là em sẽ bán cho các chị là 185.000 ghi 185 kèm size đó. 185 kèm size, bây giờ em đọc nha. Size 37, ID size 37 phải lên 38 giùm em nha, không được đổi nha. Không có thời, không có hàng để mà đổi đâu. Mã tiếp theo 185 kèm size. Ôi. Nó mềm nha bà con, quan trọng là nó phải mềm nha. Nè. 37 đến đâu đấy. Rồi để tôi đọc 185. Mi trương 2 đôi 40. Trời ơi, còn 2 rồi đấy. Rồi còn 2 đôi 40 nữa nha. Rồi còn 2 đôi 40. Để chị đọc cho kỳ đừng đọc. Chị đọc cái. Tại không phải ai dành mà cái này là nó dễ mất lòng khách lắm. 36 không có hàng. 41 ok, vòng nguyệt chim heo rồi, hết 41, hết nhận. Hà Hiền một đôi 38, ok, còn thêm hai đứa, còn thêm một đôi nữa. 41 hết nhận rồi. 37. 39 có một đôi kim tiền rồi, hết nhận kim tiền luôn. Đến kim tiền là hết nhận. Rồi, Thảo Anh Nguyễn một đôi 40 có hàng luôn, rồi còn một đôi 40 nữa. Thấy không? phải vậy đó. 38 còn một đôi, Trương Kim Anh 38 một đôi rồi, hết hàng rồi. 40 một đôi vô thường, hết hàng, còn size 37 rồi. 37 còn hai đôi. Thí Kim Ngọc một đôi rồi. Hoài Nam Nguyễn một đôi, hết hàng. 185.000 khối. Má ơi, trời ơi, cái đôi giày thôi nói chung là đẹp quá. Cách qua đây em đôi rồi đó. Không, vừa bán đồ vừa bán nhanh gọn lại lắm mấy chị ơi. Trời ơi, đặt quá trời này, khách đặt đâu ra. Các chị lạt chết luôn. Em cũng giống như các chị, em cũng đi săn hàng sale. Chết luôn. Rồi bây giờ mình lên tiếp cho các chị nhá. Nhìn số lượng để các chị coi nha. 41 có 6 đôi, 37 có 6 đôi.
cái này chị in đi. Không, cái này chị in rồi bao kỳ từ không, bỏ sai. Số lượng tha chị đưa đây em gạch ngay trên này luôn. Con không có chị in. Đó đó, Tâm in mới gạch đi tăng làm. Hai chị em ngồi làm với nhau hợp với chị ơi, cãi nhau hoài. Đây em bây giờ chị dừng tư vấn xong rồi chốt. Các chị ơi, mạng 185 đã bán hết rồi, bây giờ mình qua mạng mới. Để em kiểm tra cái size cái đã, cái này em phải kiểm tra. À, mấy bạn nó soạn cho em size 38 nha. Thì á, cái này các chị ơi, tại vì ở phần này này nó làm nhỏ. Cái phần này nó làm nhỏ lắm. 71 thì là 8 đôi à? Không. Không đâu, chị coi. 38 7 rồi 1 là là 8 đôi. Là chân dù là 37 mà dù mà ướm vào như vậy thì đương nhiên là phải nhảy một size. Lý do ở trước này nè, các chị này, nó làm nhỏ lắm. Nên thành ra cái chân mình sẽ bị đẩy lùi. Thì các chị phải tự nhảy lên một size nha. Rồi da như vậy đó. Hy vọng là đừng có lỗi lầm gì về tôi nói tôi bán mà để mà bị gì cái tôi nói tôi đau lòng lắm á. Cái này không có phun hộp đâu nha. Rồi, cả nhà xem mã chốt liền cho em. Chốt theo giá luôn. Hả? Không, cái này theo giá luôn. Cái này em sẽ tặng cho cả nhà. Số lượng đâu, chuyện gì ngó qua cái. Cũng đâu có nhiều đâu, nó mấy chục đôi à. Rồi 160 ngàn. Phải bán 160 ngàn. Mà tiếp theo 160 kèm size. Size là các chị sẽ tăng lên một size dùm em. Phải tăng nha, bắt buộc phải tăng nha. Có size từ 37 đến 41 nha các chị nha. Giống như chân 36 là phải đi 37. 160 kèm size. Rồi 160 size 40 cho chị Mỹ Tương. Khách hàng mới các chị ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị nha. 160 kèm size vào trong các chị ơi. Các chị ơi. Nhân quá. Các chị vẫn nhân có 20 tương cái thì các chị đi nhân quá rồi. Ok. Có mấy chục đôi à, kì nó chẳng kịp. 160-41 cho chị Lê Hoàng Cang. Rồi đấy, lên đây các chị, thằng kì nó tự xử cái đó, để em đi tìm. 160-38 cho chị Nguyễn Hải Yến. Khách hàng mới các chị, nếu khi kèm đồng ý cọc vào trong đơn giúp em nha các chị nha. Em đang ten, đợt chưa nha, để đây, từ. 160-37 cho chị Nguyễn Hồng. Cái này cái gì đây? Các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc nha các chị nha. Để shop chốt đơn ạ. Không có 36 đâu các chị ơi. 160-38 cho chị Tiên Trần. Em không có tìm được cái hàng cái web này nha. Em không có tìm. Em lên mạng 160-40 cho chị Ngọc Lê. Không thấy. Biết ra nha. Cái này chắc người ta đặt rồi bán tại cửa hàng hay gì á. 160-37 cho chị Viên. Đúng là hàng đẹp luôn. Bán đi xuất đi á. Mà nhưng tìm tại nhìn không ra. Tìm không web nhìn không ra. Không có mấy bôi này. 160-39 cho chị Kim Tiên. Đợi em xíu, em sẽ lên hàng này cho. 160-39 cho chị Trâm Lê. 160-38 cho chị Thúy Liệu. Các bạn mới các chị nhớ ghi cảm. Kỳ nó đọc cho các chị nha. Để em đi ra em hỏi có mấy bạn cái size hàng cái rồi em vô liền. Chị nào ví dụ mình gọi các chị nhớ, các chị cứ hỏi ở trên line này, chị nhiều tư vấn luôn các chị nhớ. Nhớ tăng một size dùm em nha mấy chị. Nãy vừa đi rồi đó. Nãy vừa đi vừa thấy nó. Nói chung em, ok, cái vấn đề á, đẩy cái chân tới trước thì được, còn mỏng đẩy tới trước á, nó sẽ, ui cái này đẹp của chúng ta. Ây da 160-41 cho chị Thảo Ngọc. Thôi, chứ trời ơi, nó thương gì đâu luôn á, mấy chị coi này. Số lượng có hạn nha các chị chân... nha. 160-38 cho chị Mai Yên Trần. 160-38 cho chị Nguyễn Nghi. À, để giờ đi tìm hàng cái cho các chị. Số lượng là có hạn nha các chị nha. Nên thì chốt sớm các chị. 160-38 cho chị Cô Ba Cha. 160-37 cho chị Lý Bích Chân. Khách hàng mới các chị nhớ cái kèm đồng ý cọc để shop chốt đơn nha. Chị Diều đang ra ngoài để kiếm mẫu cho các chị ạ. Mình cứ đặt hàng bình thường nha các chị ơi. 160-38 cho chị Hồ Thân Vân. 38 là chị có 8 đôi các chị. Hiện tại là chị còn 2 đôi duy nhất nha các chị nha. 160-38 cho chị Đằng Vân. 160-40 cho chị Hoàng Kim. 160-41 cho chị Phan Thủy. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc nha các chị để shop chốt đơn nha. Chết rồi, mấy đứa nó 160-39 cho chị Trình Thu Hương. Nó ngu ngơ luôn rồi. Nó chia giày xong nó chị bán áo quần với chị đừng bán giày nữa. Em ngu ngơ quá rồi, nó chia hàng xong nó ngu ngơ luôn. 160-38 cho chị Giang Trần. Mạng 38 đã chính thức bán hết hàng.
1640 cho chị Mỹ Tương. Đó các chị đừng xả nha. Các chị nhớ ký kênh nó chị đâu. Chị Mỹ Tương đã có hàng rồi chị nhá. 1641 cho chị Thu Trần. Nó nói là không có, giờ đừng có hỏi gì hết. Nó ra em ra em hỏi xong nó nói giờ đừng hỏi gì hết á. Thì nó trả lời em vậy đó. Giờ đừng hỏi gì hết chưa chưa xong. Các chị nhớ ký kèm đồng ý cọc vào trong đơn các chị nhá. 1639. Nó còn đang phân mẫu luôn rồi. Em chọn luôn. Một mẫu có mấy màu. Giờ bắt từng màu thôi. Cho chị Ánh Ngọc. Bây giờ nó chia chưa 160 3 xe 37 cho chị Thúy Ngọc Kinh. Cái này 16037 cho chị Cô Cô. Còn cái nào vô tư, cái nào vô tư không? Chị có. 16038 cho chị Hồ Thanh Vân. Đây 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 đây. Đang trừng. Có đấy. Không đùa đâu. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị nha. 16039 cho chị Kim Tiên. 16037 hết đã 37 cho chị Viên Lê. Đã có hàng nha chị nha. 16039 cho chị Nguyễn Đệm. Xe 38 đã bán hết ra hàng rồi nha các chị. 16037 cho chị Dâu Tây. 16037 cho chị Hoa Nam Nguyệt. Đi mệt, nhân viên tôi đòi cái nhà có chút ép đòi sắm chiếc xe đạp điện 5 triệu để ngồi chạy tới chạy lui, nhân viên tôi cũng biết đòi hỏi ghê. 37 38 đã bán hết chị. Còn 39 4041 nha các chị nha. Ai rình về hàng này? 16041 cho chị Yến Phan. Tại em không có rình. Ai rình nói cho em nghe vui cái coi. Chị nào rình? Chị nào mà giúp mua rồi rình đồ vậy á. Chứ cái này là thực sự em canh sale. Người ta đưa cho em mấy ngàn đôi vậy đó. 16038 đã bán hết hàng rồi các chị nhá. 160 chỉ còn 39-41 cho em nha các chị. 39 cho chị Kim Tiên. Chị Kim có Tiên rồi ok. 41 cho chị Trà My. Muốn ngắt ngay luôn cái mặt này. Nhìn cái mặt gần thấy thương không? Rồi 41 hết hàng luôn. À, cái size của nó vậy nè. Cái này 38 rồi trên số 7 còn chẳng có biết nữa. 39-40. Ok. 160 chị 160 kèm sai. 39 cho chị Tâm An. Ui trời ơi các chị cũng chút lốt luôn rồi. Em không đuổi theo kịp rồi. 39 chị Kim Tiên đã có hàng. 40 cho chị Lương Nhương. 39 cho chị Thủy Nguyệt. Thì nó đưa nè, nó đưa miếng da luôn nè. Mà nó đưa vậy luôn nè các chị, nó nằm trên luôn nè. Thì em thấy là nó mềm giống như thật thiệt. Và em không chưa bán xong cái dạng này nên em không có biết. 40 cho chị Kiều Nguyên. Vui ha, bán cái này vui ha. Bán sale. 40 cho chị Hoa Farm. Các đồng ý các chị. Ê các chị, ê các chị. 40 cho chị Giang Nguyệt. Ủa nãy giờ chưa xong nè, có mấy chục đôi chứ đâu có nhiều đâu. Da đó để test hả, test bịch lửa lên phải không, hôi nó cháy là gì đó phải không. Nói chung mềm lắm, đùa vậy chứ mềm lắm. Thôi. Tính like mã này mà mấy đứa nó chưa sẵn xong. Rồi các chị ơi, mà tiếp theo là bán. Tính like mã này mà nó chưa sẵn xong, đợi xíu. Bán những hàng các chị 40 cho chị Phường Nguyên. Rồi, trong lúc chờ đợi một chút xíu, mình đi lại mấy cái mã giày cũ một chút ha. Mấy đứa nó chưa soạn xong, nó đang soạn thêm một mã tiếp nữa rồi đó. Nói chung là các chị thấy hình dung không? Trong bán ngoài soạn vậy đó. Tại vì mới về chiều nay mà 3.000 đôi mà nó bỏ lộn xộn, nó đóng tùm lum hết á. Có cái nằm trong hộp, có cái nằm ở ngoài, rồi chưa chia sai đâu vậy nè. Rồi màu tùm lum nên thành ra 3.000 đôi đâu phải là ít đâu. Các chị nhìn bằng mắt thường mình á, mình chia sai rồi chia màu, chia đồ. Nó sẽ rất là mất thời gian. Rồi đến số lượng đâu vậy. Mà chỉ có mấy bạn làm thôi nên không có đủ thời gian. Rồi ok, qua đi chị, hết hàng rồi, xong. Hết hàng rồi các chị nhá. Em là chưa luôn, em chưa để luôn á. Nói chung là biết sao không, em nghĩ cỡ nào cũng có xây, có chị chốt không được là em để lại, là lúc đó là em hưởng đâu không sao cả. Còn cái đôi lúc nãy là số lượng quá ít là chắc chắn không có rồi. Còn cái này là nếu mà không có màu này thì mình có màu khác nên em mới nhường các chị trước đó. Nè. Có,
chút sẽ like chứ, tại mấy bạn đã đưa cho em rồi thì đương nhiên là phải like, nhưng mà mấy bạn chưa làm số lượng cho em nên em sẽ để sau một chút xíu ha. À, cả nhà ơi, có đôi này cũng đẹp lắm nè, đẹp lắm nè, đúng em sẽ để lại một đôi này để em đứng like này, rất là ok luôn, mà nhưng chưa có làm xong số lượng nên từ từ đi, chờ em xíu, chờ em. Các chị này, còn đôi này rồi đi tiếp giày cái đó, giày 020 bỏ qua ha, mã 2 cho chị Lam Trương xe 39 ok chị nha, có luôn. Ê, kì đưa cho chị cái điện thoại bên đó đi, chị chụp cái mã 020 này cái đi, tối để chị đăng bài luôn cho khách luôn, 020 chị nào lấy thêm ghi luôn nha. Giày đen 020 chị nào chú tiếp thì mình ghi nha các chị nha. Nhớ là mấy giày là phải tăng một size cho chị, tiếp không? Nhớ là phải tăng một size dùm em. Trời ơi, chụp cái này chụp khéo mới đẹp. Đôi giày đen mã 020 các chị ghi kèm size vào nha các chị nha. Giá bán 220. Đen 37 cho chị Tuyết Đồng. Ok chị nha. 3637 cho chị Coco. Mã 020 36. Ê, hình như 36 hết rồi nha các chị nha, chỉ có 37 đến 42 thôi, em chỉ dự bị cho một số chị thôi nha. Đâu có 36 đâu. Hết rồi. Mã 2, 40 cho chị Nguyễn Thị Nga, ok chị nha. Khách đồng mới các chị. Như về test nha, mới về test nha mấy chị. Rồi 020 mình qua nha. Đi lại thôi, cái này đi lại một chút xíu đi. Cái này có 36 luôn nè. 020 mã 37 cho chị Trần Kim Loan. Con không có dương ở bút nào kì, để chị bút lông cũng được. Chết Hồng không lấy giày nha. Ủa đặt gì? Không phải dép mới đưa lên 37 cái gì à, Tiếu Hồng? Không phải dép mới đưa lên 37 ý. Đúng rồi, chị đặt giày 37, em cho chị giày đen 020 size 37 cho chị. Chị nói không lấy giày nhé. Không phải dép. Rồi dương ở trên nữa. Là đôi giày. Không lấy chai nhẹ. Rồi, ok, bỏ ra luôn. Rồi. Cả nhà thân yêu. Đôi này là mã 2 kèm size, ai bổ sung thêm bổ sung. Mã 2 kèm size 38 đến 41. À 40, 38 40. Ngứa quá mấy chị ơi, ngứa quá. 38 đến 40. Mã 138 cho chị Đông Nguyên, ok luôn chị nha. Coi thử chị có chưa mà. Chưa. Chị ấy chưa có nên mấy chỗ cho chị ấy này. Chị Quế 02040, Hồng Nguyễn Thị Hồng Quế, ok chị nha. Rồi mã tiếp theo 028605. 028605 giá 210.000. Đây có size từ 36 đến 42, em nhận đơn. Mã 240 cho chị Pit Bay lớn, mã 2 size 38 cho chị Châu Cúc. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc nha. Bây giờ qua mã giày hồng nha các chị, mình chốt ở mã 028 nha, 028 em cầm size. 028605 giá là 210.000, 028605. Đây là mã tiếp, mã này em quay lại thôi. Trời ơi, hàng này hàng đẹp luôn các chị, nhớ tăng một size dùm em nha, nhớ tăng một size. Mạ 240 cho chị Tuyết Nguyên. Mạ 1 đã hết 37 rồi các chị ơi, mình nghe tư vấn kỹ nhá. 028605 size 38 cho chị Julie. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nữa các chị ơi. Để em chốt đơn cho ạ. 020 size 41 cho chị Rùa Con. Chị nhìn mã giày 028605 này rồi, đẹp lắm em, và thoáng chân, và em, chị Thị Dương cho bình luận. Cảm ơn chị gái nhiều nha. Mã 2 size 39 cho chị Cao Thủy. Rồi. À, cảm ơn các chị nhớ khi kèm đồng ý cọc vào trong đơn không các chị ơi. Rảnh rảnh làm chi? Đôi giày ha, đôi giày 028605 các chị ơi. Để test coi ra không? Đi. Đúng rồi. Mã 1 không cần chị Tôn ơi. 028 size 40 cho chị Nguyệt Trúc. Cái nào mà đi dây như vậy mới tăng. Còn lại mấy đồ này bình thường thì không có tăng, không cần ha. Không
02860538 cho chị Huỳnh Nguyên, 02860539 cho chị Minh Ân Nguyên. Hiện tại 36 bên em đã bán hết hàng rồi, mình chỉ còn 37 đến 42 nha các chị nhá. Trên live mình nghe tư vấn kỹ nha các chị nhá. 21 37 bán hết hàng, dẹp bán hết xe 37 rồi các giá chị. Giá dưới nha các chị yêu. 21 đó. Mua nhiêu? 210 ngàn, coi như 10%. Được 10%, 21, 22 đó. Cọc cạc điện thoại được nha, chỉ su su vỏ nha. Đơn dưới 900 thì mình cọc cạc điện thoại, chỉ nào chuyển khoản được thì mình cọc cạc điện thoại được nha. Góc chị. Bên trái, góc bên trái. Dép là chỉ còn 38 đến 41 thôi chị Loan Huỳnh ơi. Đây đi cũng được. Chị Trân Tôn ơi, chị ghi kèm đồng ý cọc để em chốt đơn cho chị nha. Chị su su vỏ, ok, chị đặt cái gì chị đặt lại giúp em cá nha. Ghi kèm số điện thoại thông tin để em chốt đơn cho chị. Chị Cao Thị đặt mà đổi đổi là sao vậy tự nhiên? Để lấy mạng 2 coi, để coi. Mạng 2, ok à, lại chị là mạng 2, xe 39. Giờ chị ấy ghi lại là bắt em có đây rồi. Đổ ok, đổ cho chị này. Này Lương Dương, áo đang mặc 408. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị nhé. À, các chị cứ thoải mái, cứ thoải mái. Hai chiều okay. Mấy một đôi giày. Mạng 2 bán hết 37 rồi chị ơi. 028 size 37 cho chị Hồng Hên. Ok chị nhá. 028 size 37 cho chị Nguyễn Hồng. Khách hàng mới các chị dép còn còn mà mới có lên 3 mẫu à. Đó cả nhà thấy một cái đôi chị Hồng Châu ơi. Ờ, mà 02865 bán đi 36 rồi, hiện tại chỉ còn 37 đến 42. Mình tham khảo nha. Giá thôi, mình tham khảo giá chị thôi. Chị Kim Hằng cũng về luôn chị nha. Không, em tư vấn kỹ các chị ơi. Không không ai mà giống như em mà bán cho các chị với giá này đâu. Thật tình á là từ trước á là em về cái lô này em còn không hình dung ra là cái em cứ nhìn thấy cái hàng mà hàng tuần á là đang bán 800 em nghĩ cũng cao rồi. Ok rồi đó. Mạng 1 size 38 cho chị Trần Tôn. Rồi ok luôn nha chị Trần Tôn nha. Ai nhà quay qua là nó mình mới khách mới nói em á, dù ơi em bán mấy đôi này rẻ quá. À, giá chị mua vậy nè, có khách mua mới nhắn em. À, cái dù mới lên mạng mới lên dù mới tìm mấy cái trang dù mới lúc đó dù mới phát hiện á, ấy sao có cái mã vạch mình nó quét ta. Quét không ra. Có xe 35 các chị ơi, chị còn 37 đến 42 nha các chị, mình nghe tư vấn kỹ các chị ơi. Khách hàng mới các chị ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn để shop chốt đơn cho mình nhá. Giày hồng hiện tại mã 028605 có từ size 37 đến 42. Đi quét ra mới biết được là nó cái giá thực sự của đôi đó đó. Chị nào đặt thì mình ghi tên nữa nhá. 028 size 37 cho chị Hà Phan. Các chị mình chốt sớm để qua những cái mẫu tiếp theo nha các chị. Rồi. Này là 3839 vô tư nên không có ghi, còn cái đó là có ít nên ghi, hiểu không? Cái đôi này chắc đi mang hơi khó này. Mang đồ mà nói thiệt tình vậy luôn. Má má hai lên để thì lên nha. Để ngày mai soạn để còn có đi. Tụi nó tài leo mà nó già cả mấy nó. Một hai một tay vào quyền làm nên cơ đồ, còn người ta dịu chứ. Một hai. Một thôi mệt quá mệt. Thôi lấy đi. Size này đưa vừa size nhiêu vậy? Đây là 8 đó. Ê sao 38 chặt tác vậy? Không 38 vừa. Ok đổi lên cho chị Nguyễn Hồng Châu lên size 37. Ok chị nha. Trời ơi tôi phải đi 38. Da thật mà đẹp thì đẹp mà mang hơi khó chút xíu ha. 40 cho chị Miner. 028 40 cho chị Miner. Ok rồi chị nha. Mạng 1. Chị Xuân Tân em nói rồi, chắc là chỉ có 38 trở lên thôi, đã bán hết rồi. Thế chị đặt mà không có... Ok, chị Hồng Châu đã có hàng rồi chị nhá. Nghe tư vấn gì hết à? Biết sao cái này là đi hơi khó chút xíu không? Tại cái dây về này, em đi nó hơi vướng nè, em phải đẩy lên trước chút nè. Đi quen đứng sao? Không có sao thì phải báo về thôi, còn cần khách lấy hay không tùy khách. Để thử coi đúng sai không? Da nha, đúng da đẹp luôn á.
Nguyễn Thị Nga 028 605 638 cho chị Nguyễn Thị Nga. Ok chị nha. Mấy chị. Thì cái đôi này hơi bị dễ thương luôn á. Mạng 1 size 38 cho chị Xuân Tân. Mạng 1 là dép á chị ơi. Trên cái bàn hiện tại là mạng 2, dép sụp đó là mạng 2 nhá. Mã 1 là mã này nha mấy chị, đặt mà không đúng rồi chút ra xả tội nghiệp em á. Cái này là hạn chế không đủ. Chị nào xả em không nhìn nữa đâu. Em kêu hết hàng rồi cho khỏe. Em mà chị nào mà xả nào một cái là thêm để mình tiếp tục là em kêu mới hết hàng rồi mấy chị ơi. Không còn đổi nữa. Đó, em sẽ kêu vậy luôn. Rồi xả ra rồi là không có hàng nữa luôn. Em đưa cho chị khác luôn. Mã 1 xả chị. Hả, dép này là xách Úc đó. Thế em cũng thấy nè, em cũng thấy là xách nè. Đi Úc nè mà nhưng mà ý là mình không có, em lên ghép không có thấy luôn á, không có ấy mà chỉ có tìm một số cái chi đặc điểm ở trong này thôi thì nó ghi chung chung vậy. Cái này mà một là mà một mà hai hiện tại là con 38 đến 41 cá chị nghe tư vấn kỹ nha. Mã một này em chỉ có nhìn là từ 38 đến 41 các chị ơi, nghe kỹ nha, không có chốt mà bất chấp nha. Mã hai nhìn từ 38 đến 40. 508 đến 688 không một đôi. Dạ đúng rồi chị Vô Thường nhá. Dạ. Đó, khách em nói á. 500 mấy đôi, nói chung là em không có 028 dây hồng cho chị. Em mang sale. Thân mì. Ok. Em mang sale. Rồi, giờ mình sẽ hướng dẫn lại này. Chân em đi 37 nhưng em phải đi lên đôi 38. Chị Xuân Thân đã có hàng chị nha, mã 139 cho chị. Có chị xong chưa hàng em tư vấn này? Xong chưa để nghe, vừa đẹp vừa rẻ, có nhầm mua về tặng xã tới xã lui rồi mấy chị em đó. Các chị đừng lên xã thiệt đó, đừng lên xã, có nhầm thì về tặng thôi, đừng có lên xã. Rồi ok, lên mạng mới. Mạ 239 cho chị Nhím Mai. Em ơi, đẹp nãy giờ em bán bác chị biết chưa, nó ngứa cái mặt em đẩy. Mạ 239 cho chị Hoàng Em đang làm da, cái da em nó giờ nó xàm, nó đen thui luôn rồi đó. Ừ, đứng giống như giờ muốn là bóc ra mùng nó cồi nó đến nó ra giường nhiều lắm. Làm nghe đâu hai mấy tuần nó mới xong. 3139 cho chị Tân Vợ hết hồn mình các chị. Nhìn nói chung là xấu trong vòng mấy tuần đó. Thôi thà xấu về đi chứ đừng xấu vật vờ. Xấu mà cứ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, thà xấu một lần xấu đau xấu hết luôn. Rồi là nó đẹp. Đó, chị ơi. Đó, mình xác định vậy đó. Hai cho chị Vân Vợ ok luôn chị và Vân Vợ nha. Dạ đúng rồi, dẹp đi đúng sai các chị nha, dẹp đi đúng sai nha. Rồi, đôi này tăng sai. Trước xong chưa này, tăng sai nha. Đôi này là các chị phải tăng sai. Tùy theo đôi nha, có đôi tăng sai có đôi không nha, nhưng mà đó em lấy em thử lên rồi em mới hướng dẫn cho các chị về thì nó dễ hơn. Đôi này tăng sai. Dài dép có nhiều da thịt, đi mà quá rẻ luôn. Thôi giờ cái này em tin bán rẻ đi em, nghe đâu Thủy nói vô tư, đâu cho số lượng chị coi các em. Đây đem là nha. 37 là chỉ có 6 đôi, 38 39 là tới hết mìn luôn. 40 5 đôi, 41 chỉ có 9 đôi. Đó các chị nghe nha. 37 38 39 là hết mìn. Đường này tới da đỏ, xấu lắm. Thiệt, nhìn nó ngoài còn ghê nữa á. Trên hình nó dùng cái đèn, nó dùng áp rồi, nó cà bớt rồi đó. Tưởng là bị trong đấm đấy chứ. Rồi, giờ á, em sẽ tặng cho cả nhà mã này. Các chị nhớ tăng sai nha, bạn nào đổi một cái là tôi không biết hoặc là tôi kêu hết hàng rồi. Tại vì em sẽ chốt cho các chị giá này đi chơi thôi. 120.000 kèm sai, rồi tăng sai liền. Rồi các chị ơi, dép này là tăng size nha các chị, 120.000 kèm size, có từ 37 đến 41. Ghê giá vô tường, nãy em bán có 160, chúc em tăng giá. Rồi các chị, mã 2 cho xe 39 cho chị Diệp ra này, ok để em chốt bộ số tiền cho. Rồi các chị, 120 kèm size, 120, size 40 cho chị My Tương. Các cái size này em đọc là các chị có số lượng nha, riêng 38, 39 là nhiều các chị. 120 bán bất chấp chưa? Có ai bán như vừa không? Chị Huỳnh Diệp. Tới đi mấy chị. Số lượng có hạn các chị ơi. Áo quần vừa còn cái đống này không cho like. Chị Việt Trúc. Áo quần còn cái đống không like, đi like dép ngồi mình cứ. Đây là chủ yếu là dép thôi, áo quần là kẻ các chị. 1237 cho chị Trần Hồng. 3839 là rất là nhiều nhưng mà riêng 37 40 41 thì có số lượng có hạn nên các chị chốt sớm nha. 37 cho chị Tâm Mai. 120 kèm size vào các chị ơi.
120, 40 cho chị Vân Vợ. 40 còn một đôi duy nhất. 120, 40 cho chị Giang Nguyện. Size 40 bán hết hàng. 38 cho chị Nguyễn Kim Thân. 38 cho chị An Trường. Để em bán cho... mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn các chị nhá. 39 cho chị Hoàng Nhung Nguyện. 38, 39 thì có nhiều nhưng các chị chỗ thoải mái. 120, 41 cho chị Hoa Bùi. Trời ơi, cái đồng nhân dưới ra nhỏ dưới ta. Các cảm ơn các chị ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn các chị nhá. Ôi cái bộ này em bị ế rồi mấy chị ủng hộ cho em với. 120, 41 cho chị Yến Phan. Em bộ này đang bán. 120, 37 cho chị Hồng Hên. 120, 38 cho chị Phàng Hà. Chị Giang Nguyện đã có hàng rồi chị nhá. À khách, khách em nói giá cao lắm kìa. 120, 37 cho chị Tâm Lê. 120, 39 cho chị Thủy Nguyệt. Các chị 120 kèm size. Riêng 38, 39 là có đầy đủ nên các chị cứ chốt thoải mái. 37 cho bác ạ. 40, 41 gần hết hàng rồi các chị nhá. Không có 36 đâu chị ơi. Chị Yên Phan đã có hàng chị nhá. Khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn các chị. 120, 41 cho chị Trương Thủy. Chị ơi em giảm giá bộ này mua tặng mua ủng hộ cho em với. 120, 41 cho chị Thu Trần. Về đi với mấy đôi dép này. 120, 38 cho chị Linh Du Phương. 120, 39 cho chị Hà Huỳnh. 120, size 41 cho chị Hồ Thụy. 120, 41 cho chị Hoa Linh Nguyên. Nhớ tăng size nha mấy chị, mà đi rộng hơn khai size cũng được. Tại vì biết sao không? 120, 38 cho chị Nguyệt Tị Kim Tân. Nó là dép mà. 120, cho chị Kim Lê. Nó ra là dép mà đâu vấn đề đâu. 120, 39 cho chị Ngọc Thúy Nguyệt Thùy. Các chị 120 kèm size vào nha các chị nha. Chị Giang Nguyệt đã có hàng chị nha. Mạng 1 size 39 cho chị Tú Ân. Ok luôn chị nha. Khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn giúp em các chị. 120, 41 cho chị Mi Từ. Nó vướng cái ngón chân của em. 37, 120 cho chị cứ lấy rộng đi, không có sao hết á. Nó đan cái dây vậy nè. Đi nó cuốn một chút xíu nhưng không sao nha. Chỉnh lại là bao đẹp luôn, bao êm luôn á. Đẹp. Rồi các chị. 37, mấy bán hết hàng. Chốt đôi cuối cùng cho chị Hoài Nam Nguyên. 120, 38 cho chị Nguyễn Tuyết Ân. Ừ, 120, 39 cho chị Bích Vân. Dễ thương không? Đi mấy đôi này trời ơi muốn... Khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc vào trong đôi nha các chị nha. Bộ này các chị mua ủng hộ cho Diệu đi, Diệu sẽ giảm giá cho nha. Của bạn mình thôi. À còn một đôi và 120. Số lượng mà bạn đồng chi mà ra một đống vậy chứ giờ. Cái kệ bên em để riêng là còn dư bì luôn á. Còn hai cái cột. Không có đâu. Cái cột em dư ra hết mấy phiếu luôn. Cột nào nữa chứ. Anh ta đưa số lượng ra vậy để chi mấy chị đọc chưa có hồi nó không có nè. Ừ. Anh đọc nó để số lượng thì đúng trừ số lượng đi. Đừng có dư bị có dư chị. Ngay xả đâu mấy dép này mà kỳ nghĩ sao mà có khách xả không có đâu. Chị nào xả chắc gì đó chắc cũng tới lắm luôn rồi này này. Chứ hàng màn xịn cái mã mà 160 á chị Phan Thủy với chị Giang Trần á là nãy kỳ đọc là không có nha hai chị ơi. Còn mấy chị dự bị là kỳ đọc là không có rồi, nói rồi. Không, à. không đọc. Ừ, mấy chị dự bị là em không đọc, còn hai chị Phan Thủy với lại Giang Trần á là không có mã 160.000 nha mấy chị, sorry mấy chị. 120 size 39 chấm góc bình chung. Thì dễ thương quá đi. Rồi. Trong lúc các chị ủng hộ cho em chị Kim Tân là có 38 rồi chị nha. Bao đẹp luôn á. Chị Nguyễn Nhi đã có size 37 luôn chị. Chị Nguyễn Nhi đã có hàng ạ. Trang Nhi size 38. 120 thêm một cho chị đôi dép 38 cho chị Nguyễn Huy. Ok chị nha. 120 size 40 cho chị Phương Thảo Nguyễn. Em lắm rồi. Ui chị Phương Thảo Nguyễn hết hàng rồi, em chưa bì cho chị đấy nha. Size 40 bán hết các chị. Các chị đấy là bán hết luôn. Cái này Diệu sẽ tặng luôn cả nhà tuyệt. Hàng xô bôi này các chị biết rồi, không hề rẻ nha. Không hề rẻ. Mà biết sao nữa, dễ thương thế này. 40 bán hết rồi các chị ơi. Hiện tại 41 là chị còn 2 đôi. 38, 39 thôi nha các chị nha. Các chị ủng hộ cho em đi. Có hồng, vàng và trắng. 41 cho chị Thân Trung. Tặng cho cả nhà 330 ngàn đi. 330 ngàn. Trời ơi.
lỗ 38 cho chị Mi Từ. Từ 48 à 48 kg đến 71 kg các chị để lại cân nặng thôi, có 3 size L, XL, 2X. Cái phòng size của em là 56 kg đổ lại mặc L. À 62 kg đổ lại mặc XL. 39 cho chị Mi Từ. 71 kg đổ lại mặc 2X. Này. Con đi vào chơi đi cô, cho mở TV coi đi. Con lấy em bác vô học mà. Không thôi khỏi, đi đi mày đang bán. Mày đang bán hàng ổn mà. 330. Nè. Nhẹ nhàng một tiếng rồi đó. 330 ngàn các chị ơi. Giá gốc của nó hình như là 389 gì đó. Lỗ. Xả luôn. Các chị ủng hộ cho em với thiệt năn nỉ đó. Bộ đồ đẹp cực kỳ mà nhúng nhúng biết làm sao nữa. Thấy em thấy không hở rồi không? Không đi được rồi. Em xả luôn. 330 ngàn. Rồi 330 các chị hồng màu kèm cứ size. Cứ để lại cân nặng thôi. Màu kèm size. Hồng nhạt 60kg cho chị Ngọc Nguyệt. 60kg thường rơi vào là con size XL đó. XL luôn đó. Các chị dép rồi đặt xong chưa? Ai đặt thêm mã 2 không? Ai đặt thêm mã 2 đi thêm nha. Rồi mã 120 này chị nào thêm. Thiệt cái đôi mã 120 hơi bị sướng luôn. Đi đã. 330 trắng 70kg cho chị Tâm Ly. Ôi. Ủa size L với XL thôi đúng không? L, XL, 2X đúng size. Em cứ ghi lên cho. Rồi ok. Trời ơi, Mino đi đo thôi khỏi chị. Không có biết đo đâu chị ơi. Em bán sale, giờ các chị đừng bảo em đo, em không có rảnh đâu. Em chỉ có nói tăng thêm size vậy thôi. Chị ấy không biết, chị ấy đổi dùng lên 41 thôi. À, đổi dùng thì được. Okay. Cái gì mà tự nhiên tưởng đo, tưởng bắt em đi đo cái okay, dạy em. Mino, okay. Em không đi đo đâu. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nhá. Bộ trắng 330, sau 3 kỳ cho chị đi quyền, ok nhá. Chỉ trên like thôi nha, sau like em vẫn đăng giá 380-390 gì đó nha. 37 bán hết hàng rồi các chị ơi. 120 là hiện tại là 37 đã bán hết hàng. 41 là chỉ còn một đôi. 38-39 thôi nha các chị nha. Thôi. Bộ trắng 56kg cho chị Nguyễn Hoa, ok nha chị nha. Trắng, vàng, hồng. Thôi, vô đi tiếp cho mấy chị yêu nè. Chị Thảo An Nguyễn Phạm chưa có 41. 120 chưa có 41, chỉ Thảo An Nguyễn Phạm nhé. Ok, thì em để cho chị. Diều khuyên thật tình các chị nên lấy đôi 120 này. Diều là Diều thấy cái giá này là quá giống không, như yêu cho chị thân nhân. Thật tình luôn, khi mà đi rồi nó cảm nhận nó khác lắm. Tuyệt vời luôn nha. Lúc đầu Diều nghĩ là xỏ vào cho hơi khó, nhưng cái đó là không vấn đề. Không, kiểu như là tại vì cái dây nó vướng vào cái ngón chân mình thôi. Thì Diều là Diều thấy vậy thì Diều nói với khách thầy thôi. Thì tăng một size cũng vậy, nhưng mà đẹp. Đẹp là một phần rồi. Trời ơi, đi đã kinh khủng luôn. Em nha. Hứa với mọi người rất êm luôn á. Màu trắng 70 cho chị Nguyễn Hiền. Hồng 50 cho chị Trinh Cherry. 330.000 nha các chị nha. Các chị ghi màu kèm cân nặng hoặc kèm size. Mã này là mã 120 là giá 120.000 kèm size. 120 còn size gì em? Và 57 cho chị Nguyễn Phi Liệu. Hiện tại mã 120 còn 38-39 nha các chị nha. 120 còn size 38-39. Tăng 1 size nha. Đi 37 thì lên 38. Đi 38 thì lên 39 nha. Cái này tăng 1 size. Các đồng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị. Bộ này các chị ơi ủng hộ cho em hết với. Tiệc đó năn nỉ đó. Bán cũng có lúc này lúc kia. Giờ lúc này giảm giá năn nỉ này. Mã 2 là còn 39-40 luôn nha các chị nha. Còn từ 38 đến 40 nha các chị nha. Chị Hồ Ngọc Khánh nha. Hồng 66 cho chị Bùi Thị Hồng. 330.000 một set các chị. Các chị cứ để màu kèm cân nặng lại là được ạ. Dép tua tua hơi bị tuyệt vời nha bà con. Cái đôi này đó. Chị nào chưa, chị okay, nào lấy thì ủng hộ cho em với. Cho chị Thảo An Nguyễn Phạm nhé. Tua tua, đúng sai, không có cần. Cái này là mã 2, chỉnh sai luôn. Hơi bị xinh nha bà con. 39, mã 120 cho chị Nguyễn Tuyến. Chỉnh sai nha. Các chị 120 kèm sai vào nha. Các chị trời có 38-39 thôi nhé. Trắng XL cho chị Mi Tư. Ok chị nhé. Cưng lắm luôn á. Cả nhà, cái mã tua tua vừa đang đi ở đây. 120 size 38 cho chị Trần Thị Phương Thảo. Ai? Là giá, mã tua tua này giá là 150 ngàn. 150 ngàn nha cả nhà. 120 38 chị Kim Lê đã có hàng chị nhá. Ba size, size chỉnh size, cái này chỉnh size nên không cần trừ hao gì hết. Ủng hộ cảm ơn chị Lý Huỳnh nhá. Bồ đẹp mà không sao không biết á, em chẳng có hiểu nữa, nhiều khi cái ví á. Nên em mới xả luôn nè, cho bộ này đẹp mà. Các chị đến 70 kg này ủng hộ dùng đi cho hết đi cái. Thương em có mã này mã kia chứ mình mua ở đâu cũng vậy, mua nhiều cảm ơn.
Mua dù dù cảm ơn dù là có đồng. Bộ trắng vàng size 70 cho chị Lý Huynh, ok chị nhá. Trời ơi sao trắng máu luôn á. Thôi bà ngoài đấy. Thì bà ngoài đi. Bà ngoài ơi, có Phú Dũng mới chạy nó mũi kìa. À, ra đây ngoài lâu chưa? Thôi, đi vô phòng nằm xuống con. Mẹ ham bán, con nó chạy mô mũi thấy thương chưa? Giá 120.000 thôi cô Tuy Trinh ơi. Nhưng mà đâu? Hiện tại size 40 là bán hết rồi. Đây nè. Giá mới à? Ừ. Má này okay. Má 2. Má 2. Ok. Má 2. Giá là 150.000 ghi mã 2 kèm size là được chị thôi. Mã 2 chỉ đi 38. Nhím Mai để em coi. Mã 239. Ok rồi, để em đổi lại cho chị Nhím Mai. Ok. Tua tua là nhiều chỉ còn 38 đến 41 là 42 à 40 thôi nha. Nó tua là 38 39 40, có vậy thôi. Mã 2 size 38 cho chị Thoa Kim. Bộ này đẹp mà bán được, buồn. Tua rua. Đây. Mã 2, mấy chị ơi đừng ghi tua tua gì hết, ghi mã 2 để cho mấy bạn. Mã 239 cho chị Thủy Phạm, hiện tại là chỉ còn 38 đến 40 thôi nha các chị nha. 38, 39, 40. Bộ em đang bán 330 thiệt, ngay cái áo thôi là cũng đang mã 238 cho chị Phan Ngọc Phượng. Ừ, hai túi này, mặc nè, mặc lên với mấy đôi dép này đi ra vòng vòng uống trà sữa cũng đẹp nữa. Cả nhà mua ủng hộ cái đi, có động lực lên mã tiếp cho. Rồi 120 các chị, 120 kèm còn size 38 39 chị nào chốt thì mình chốt luôn nha. Mã 2 size 33 cho chị Tâm Mai. 33 ủng hộ nhiều với thiệt đó, năng nỉ luôn á. Cái này là mồm năng nỉ. Đôi sục là lên rồi chị, đôi sục mã 2 chị. Có sục sục bán hết rồi, con màu khác, con màu khác. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị. Năng nỉ luôn mấy chị ơi. 028 size 38 chị Titi Fan. Chị hả? Chị Titi Fan đã có hàng chị nha. Có được mã 2 hiện tại 38 đến 40 thôi các chị ơi. Dạ chị Tuyết Trinh đã có hàng luôn ạ. Rồi. Rồi để dù lên nhà mà tiếp nha. Dẹp đi. Rồi có hồng có vàng các chị ủng hộ cho dù với nha. Hồng vàng trắng. Rồi các chị set 330. Hồng vàng trắng các chị ghi màu kèm mà cái nãy dù mới lên sụp một mã rồi. Đôi này đẹp nha, mã 2 này đẹp. Rồi. À, chế được, nào ủng hộ thêm ủng hộ dùng dừa với đi nè. Mã 120 này ai lấy thêm ghi luôn nha. Kèm size 120 này nhớ nhảy lên một size dùng dừa nha. Các chị thân yêu. Còn 38, 39 luôn nha các chị nha. Đôi này để chị cũng đưa đi. Đẹp. Bồ hồng 65 ký cho chị Huỳnh Ngân. Ok chị nha. Nguyên set có 330. Mã mới nè. Chờ nha, chờ đang chia ngoài á. 010 giá 195.000 010 bộ vàng và hồng 69 cho chị Vinh Nguyệt ok chị nhé. 010 hôm qua kỳ là qua nói là có 36 42 nữa phải không? 010 hôm qua kỳ nói là có 36 42 nhầm nha. Kỳ có nói vậy á, không biết có phải không. 010 có 36 42 ok đúng không? Vậy nhìn nha, vậy nhìn nha. Ok, Vinh Nguyệt này, Huỳnh Ngân em in được chưa? Vinh Nguyệt rồi, Huỳnh Ngân rồi. Rồi, cả nhà ơi, mã 010 giá 195.000 này. Từ 36 đến 42, chốt lại cho em nha. Hôm qua dù không có nhận 42 nhưng hôm nay dù nhận tại vì phát hiện ra còn hàng. Ý là chia hàng resort. Rồi, chỉ cho đôi sục 120 quán. Đây là chính xác nhìn rồi, cảm ơn chị yêu. À, cái này các chị ơi nhớ tăng một size nha. Nhớ khoan, cái này phải tăng một size dùm em. Tại vì cái thể thao nó đi hơi bị khó. Đôi này là cũng vậy, cũng em cũng coi rồi, hai trù mấy hết đó. Mấy đôi này không có gì lạ. Rồi 010 nhớ tăng nha, nhớ tăng một size dùm em. Rồi các chị mình không có quý hàng ơi, mã 1 không có. Rồi các chị ghi 010 kèm size nha các chị nha. 010 kèm size 36 đến 42 các chị. Có thằng Phú Dũng không? Rồi bây giờ em chốt ra mã 010 các chị. 010 38 cho chị Nguyễn Thanh Mỹ.
Mã 136 cho chị Quý Hoàng. Ok luôn. Làm gì có, mã 1 làm gì có 36 không, em. Không có 36 nhá chị. Anh nhầm quá dài luôn rồi. 010. 010 này có size 36 đến 42. Mấy bạn đang kia mấy chị à. Không có, nó rộng, nó làm chậm. 010 giá 36. À từ 36 đến 42 giá 195.000. Rồi em sẽ đưa cho các chị mấy cái mã 010 ai lấy ghi luôn nha. Mấy hàng này là các chị cũng biết rồi. Hàng sách nè. Ôi dù bán đồ á, dù lợi ích lắm. Chết đồ trời ơi. Rồi đổ rồi là bán ào ào đi. Đổ rồi là bán ào ào đi. 010 á chị chốt cho mấy chị. Ào ào giùm mấy em cái. Các chị chú tâm ạ, 010 giày kính đen nha các chị nha. Rồi bây giờ em gặp tiếp các chị chốt mã 010. 010 size 41 cho chị Kim Vân. 010 size 42 cho chị Minh Nhật Nguyệt. Các chị đang đặt phải không? Ừ. Rồi để cho chị đặt đi này. 010 size 41 cho chị Hương Đoàn. Các đồng với các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị nha. Để shop chốt đơn cho mình luôn ạ. Dạ 010 các chị ơi. Rồi thử bộ màu hồng nữa vô qua nha. 010 size 42 cho chị Dolly. 010 size 42 cho chị Hoa Linh Nguyên. Các đồng với các chị nhớ ghi kèm đóng cọc vào trong đơn các chị để shop chốt đơn và trừ hàng cho mình luôn nhé. 010 size 42 cho chị Nguyễn Trúc. Rồi xô, tiếp xô, xô hồng. 010 size 41 cho chị Nguyễn Thị Thúy Hằng. Dạ chị Hương Đoàn đã có 010 41 rồi nha. Rồi chị nhá, ok chị nhá. Xong đi. Rồi chị nào chốt thêm gì chốt nha. Chị vừa qua mẫu này. Các đồng ý các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn. 010 dùm em cho mình nha các chị. Mua mạnh vào đi các chị, em có động lực em like cho. 010. Rồi hồng 300 mà. 330. À để vô đứng vô đưa mẫu cái này nè ha. Hồng 330. Dạ chị Trúc đã có 010 size 42 chị có hàng rồi nha chị. Hồng 330 chị nào lấy ủng hộ cho em với. Cái này giá gốc là 38-39 nữa. Chị đấy cũng nhớ. Bán bị chậm thì sao. Chị bán 390 mấy, mấy hàng này không có rẻ đâu. Không còn chị Thùy Trâm mà vô hết rồi. Bô trắng, bô vàng, bô hồng. Các đồng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn cho các chị. Đây. Ây da, đồ đẹp không bán được, quá đau lòng. Màu hồng vừa qua luôn. Rồi chay mã hiện tại đang để ở trước bàn là 010 kèm size có từ size từ 36 đến 42 nha các chị nhé. Kia nó chú mình ghi luôn các chị. Mã này hôm qua nhiều chị chốt quá rồi, nhiều chị chốt. Không mà dày á. Công nhận ra là càng VIP không. Rồi 010 bỏ qua phải không? Tiếp tục mã khác lên nha, để dù cách cái đá cho nó gọn chỗ cái đi. Rồi bây giờ qua mã 010 rồi nha các chị nhé. 010 vừa qua nha, mẫu này mẫu mới rồi đó. Hai chiều mấy của đôi giày, thấy ghê không? Rồi, lên lại mã 500 mấy chị ơi. Lên lại mã 500. Mã quyết mà 055 gồm sai gì đọc lên cho các chị không, đọc lên cho các chị 055 tôi... 055 hiện tại là có từ 37 đến 41 nha các chị nha. Rồi 055 có từ 37 đến 41 mà giá 180.000. 055 từ 37 đến 41 ai bổ sung thêm bổ sung luôn nha. Tăng một sai dùng em nhớ, tăng một sai mấy đôi này 2 triệu mấy không đó, không có dự không có nói khoác đâu mấy chị ơi, tin thì tới thôi thiệt từng.
lâu rồi mới thấy cô ba cha. 055 size 39 cho chị Nguyễn Điệp. Rồi bây giờ mình chốt mạng 055 có size từ 37-41 nha các chị nhá. Có cái gục đen nào lên cho chị. Nó chưa soạn có mà chưa, nó chưa soạn đâu, biết đường đấy đi nhìn đâu. Nay nay chị Thủy cũng ngáp ngoài luôn rồi các chị. Không có ai soạn hàng cho hết. 055 36 37 38 cô mình có 37 38 nha chị nhá. 36 đã bán hết hàng rồi chị. 055 kèm size vào các chị ơi. 037 là mã chị Vinh Nguyệt ơi, chị đăng lại giúp em cái nhá. 055 39 cho chị Lê Thu Hiền. Đây 37 42 bán hết rồi chị Minh Nguyễn ơi. 055 38 cho chị Trần Ngọc Hiếu. Các cái mã 42 thì lát chị Diệu sẽ like một số mã có mã 42 nha chị. 055 38 cho chị Thu Thủy. 055 40 cho chị Nguyễn Ái. Ai nhìn đôi giày trắng rồi là biết ha. Tuyệt vời luôn á. 055 size 37 cho chị Vinh Nguyệt. 055 size 41 cho chị Duyên Thúy. Chắc là mới các chị. Mình ghi kèm đồng ý cọc giống như chị Duyên Thúy vậy các chị nhé. 055 size 38 cho chị Minh Xuân. 055 các chị lên chưa? Xong rồi quay qua bộ line này cho em. Bộ line này bột. Hàng này hàng trung nha. Đường chỉ như chắc đẹp lắm. Cái này hàng trung chứ không phải hàng dầu lên. Phong đồ đẹp, vải rất là đẹp luôn. Hàng trung rẻ. Có 340 ngàn thôi. Rồi 340 55kg mặt size của M à, có hồng nữa. 60L 65XL 70 thoải mái luôn. 2X. Rồi có hồng và xanh. Cưng lắm mấy chị. Đây. Bộ lai lên bộ hàng trung. 010 có size 40 thoải mái nha chị. 055 size 38 cho chị thân mì. Rồi đây. Giá bao nhiêu nhỉ? Không có 340 có rồi em, khỏi cần ghi giá. Chị dục xuống cho. Có xanh với hồng thôi. Rồi các chị lên luôn. 055 kèm theo bộ đồ cho em cho vui này. Hồng xanh 70kg ok nén huyền. Các chị thân yêu đừng hỏi, tại vì ngay bản thân em cũng muốn like luôn. Chưa để làm chi mà vấn đề là hàng nó chưa soạn xong. Nguyễn Tuyết Hồng 70kg. Đồ nhập đi còn chị Thúy Hình Mai soạn cho. L Hồng cho Ngọc Thanh. 2X cho Phạm Thủy. Size 38 Thanh Mỹ. M cho Ngọc Tuyết. 340 ngàn. 340 ngàn nha các chị. Hồng xanh với trên L. Hồng xanh với trên L 340 ngàn. Này ít lần. Chưa soạn xong đưa lên luôn á. Size L xanh cho chị Vinh Thúy này. Xanh size L cho chị Ngân Phi. Trời ơi 340 ngàn bộ đồ đẹp lắm. Các chị về nhận là đảm bảo mê luôn. Xanh tuyết hình, xanh size L. L là 56-70kg đó. L đúng rồi, Ngọc Thanh. Bỏ đi Ngọc Thanh ra. Hồng ít L yên Nguyễn. Mấy chị ủng hộ cho em với. Hôm qua em la nãy này. Mới mua. Chưa. À vậy hả? Lấy gì? Chị Dương Đàn ơi, nãy giờ dụ làm dụ em mấy mẫu á. Giờ chị cứ chốt tiếp đi. Giờ hướng dẫn ra, giờ chị có chốt tiếp đi đến chị có đơn rồi á, chút chụp thêm cái hình nào mà chị thích á, gửi qua nhân viên em nó sẵn cho. Hồng ok, Bùi Thị Hồng. 64 kg XL.
À có cuối size 2 chứ. Rồi. Xanh size 2 Ngọc Lan luôn. Hồng 65kg XL Phan Huệ. Ok, Nguyễn Trúc rồi, màu xanh, dạ chị ơi, 340 ngàn, size này một hàng trung đẹp lắm. Chị ghi màu kèm size vào các chị ơi. Màu kèm size. Cưng mà, bộ đồ, dễ thương lắm, đã mua giày này mà nãy giờ lên sụp, lên đồ tứ lưa vậy là phải lấy bộ này về cho em, mặc cá tính cực kỳ luôn. 340 thôi, chứ cũng không có gì mà nhiều. Mà 055 có từ 437 lúc đó, tôi thì nó làm cái đường chị dập dập thêm vậy, nhìn dễ thương lắm, cái này hàng trung nha, hàng trung. Có xanh và hồng, có xanh và hồng. Chị yêu nào chưa có nói em soạn luôn cho. Có xanh với hồng ha. 340 ngàn một bộ. Ủng hộ vào cho em với mấy chị thân yêu ơi. Có mẫu này mẫu kia năn nỉ luôn nha. Giờ đang mặc M nha. Giờ đang mặc size M. Rồi 055 em qua ha. 055 kèm size, tăng một size dùm em. Rồi. Right. 75kg không vừa đâu chị ơi. Rồi 608. 608 từ 36 đến 42. Em 42 còn không? 608. Kì. 608. Rồi ai tăng thêm, ai nhảy, ai lấy thêm ghi này. Mà 608 có từ 37 đến 42, riêng 42 chỉ có 2 đôi duy nhất nha các chị nhé. Có vậy đây, có vậy các chị nhìn được trước, nhìn sau, nhìn chỗ nào cũng được hết. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi, mã 608. 608 giá là 190 ngàn ha. Giá 190 ngàn. Từ 36 đến 42 đủ không? 36, 42 thường có ít lắm nên chị nào bổ sung nhớ bổ sung kỹ dùm em. Còn đôi em đi đang đi là đôi mã này là mã 300 kèm size. Mã 300 kèm size. Dép mấy bạn không có chia xong cho em like nè. Em chưa thấy đôi vào luôn á. Làm không kịp nữa chị ơi. Thật luôn á. Làm không kịp. Đứa nào cũng ngắt hết rồi. Rồi các chị bây giờ lên mã tiếp theo 608. Có từ 37 đến 42. 42 có 2 đôi duy nhất nha các chị nhá. 42 có 2 đôi thôi nha, cả nhà tình yêu, nếu mà có lấy luôn. Đôi này cũng 2 triệu mấy một đôi đó. Rồi 608, hàng này nhớ tăng một size dùm em. Rồi, đi tiếp. Em có đăng hình rồi nên thành ra cũng dễ. Rồi 306 tiếp tục này. 608 size 42 cho chị Minh Nhược Nguyễn. 42 còn một đôi duy nhất của mã 608. Còn lại là từ 37 đến 42 thôi nha các chị nhé. 42 còn một đôi mấy chị yêu. Rồi, mã 306 giá là 175 ngàn. Rồi, mã 306 này mình có từ 37 đến 40 nha các chị nhé. Trời ơi sao về không vừa, có tăng size không mà về không vừa nha chị Nguyễn Mỹ Thanh, rồi xã của chị Nguyễn Mỹ Thanh đi. Không bao giờ mà không vừa cả, từ khi các chị không nghe tư vấn và mua đại thôi. Em báo các chị tăng một size là đúng luôn á, chứ không thể nào cả nhà em, chẳng lẽ từ chồng em đến em trai em rồi trong nhà nhân viên một đống mấy chục đứa mà đi mà cái chân mà còn không chuẩn. Không thể nào mà không ấy, từ khi các chị không nghe em tư vấn là chốt thôi. Hàng này hàng mấy triệu đôi chứ đâu phải hàng tào lao đâu. Rồi các chị lên mã 306 nha các chị nha. Rồi 306. Ok các chị nha. Tại vì mua phải mua kỹ chứ nhiều khi mà cách nói của chị vậy gây hiểu lầm rồi nói chắc hàng chuẩn nó khách khác không dám mua là sao. Cái này phải nói cho rõ ràng chứ mình có tăng sai hay không. Không vừa thế nào cũng thế nào mà nó không vừa, từ kia mình không coi kỹ. Chứ em đi 37 em lên 38 mà còn thấy thoải mái này, em đưa chân vào này. Em bỏ luôn hai cái nút này nha, để chi, để kéo cho nó dễ, chị đơn giản thôi. Chị chốt size bao nhiêu ấy chị ơi? Đông Nguyên chị chốt size nào để em nới chị?
Là sao chị Nguyễn Thân Mỹ ạ? Ủa, chị mang chưa size 37 mà. Là sao ông Lâm? Ý là... Chị ghi rõ lại giúp em nha. Ủa, đợi xem lại. Lấy XL cho thoải mái. Chị lấy XL dữ vậy em đang đổ. To lắm nha. Thích to thì đổi. Khoan, khoan đổi. Hỏi suy nghĩ lại, có suy nghĩ không? Cho tôi đổ một lần nhưng có đổi lại lần thứ hai đâu nha. Nó trước rất to nha. Đã là em rất là thoải mái. Muốn thoải mái. Cái này size nhỏ nhất. Chị nghĩ... Chị ấy chưa chốt mà. Ai? Chị em đang đổ. Không, phải tại vì size L thôi mà bà lấy size qua. XL nó to lắm. Rồi, mã tiếp theo 302. Không, cái này em có nói rồi. Trừ cái... Nói chung là chỉnh sai nhưng mà với điều kiện các chị đưa cái dây chị xuống. Không làm. Chị đặt mã nào chị không làm, chị ghi rõ cho không không, ý là chị đang đi 37 là chị lấy 37 luôn là chị đúng sai đó. Tại vì chị biết sao không? Cái này là cũng vì cái dây buộc rồi nè. Nếu mà khách mà buộc lên trên hết á thì phải thì cái giày nó cảm thấy nó ôm. Còn như em á là em không, nếu mà em đúng sai em vẫn đi được. Nhưng em lấy cái size lớn hơn để chị em cởi ra cởi vào cho nó dễ với em đi vô. Rồi ok, về lấy màu xanh sẽ lờ cho chị ấy. À. Nên nó không thể nào mà không có chuyện sai. Chị Đàn Thu Phương nãy giờ không có đơn nha. À có, có số điện thoại chưa? Rồi Đàn Thu Phương nè. Hồng Anh lờ dồn, nãy giờ không có đơn nào đâu mà có. Đàn Thu Phương, cho lại số điện thoại chị Đàn Thu Phương. Dài đẹp lắm Diệu ơi. Trang mua 10 đôi rồi đó. Khách em mua 10 đôi rồi đó các chị. Trời ơi, em lên mạng em search, em nói gì cái đôi này là 2 triệu rưỡi đôi này. Bộ em mặc ba giày đúng size nè, tới dành giày đúng size nè, đó. Nó không thể nào. Nói là chạch là không thể nào, chỉ có là nhiều khi á, các chị đi dớ đi đồ. Giày này là chỉnh size mà chỉ có là em nói rồi, thể thao thì mình phải tăng một size lên là thường nó đi cái này nè. Nó đưa cái chân, cái khổ chân vào nó hơi bí, hơi khó chịu. Trừ khi các chị phải đưa dây xuống thì là mặc đúng size được. Còn mà mặc dây như thế này các chị có thể tâm sai, không vấn đề luôn á. Em thấy Ngọc Nguyễn nhưng không vừa đâu. Có mã 2 size 37 rồi Đàn Thu Phương ơi, là mã 2 size 37 em đâu còn hàng đâu. Ngứa cái mặt quá. Cho em số điện thoại lại đi chị Thu Phương. Bồi dù bệnh nó có màu hồng đúng nữa. Đúng rồi, chị ấy đặt chốt cho. Thế chị rồi. Cái này các chị ơi, dù có này, đây dù có cái này thôi nha. Bộ màu hồng với bộ màu xanh. Chị Ngọc Nguyễn này chưa, em chưa thấy chị đặt gì luôn chị. Các chị 340.000. Rồi mã tiếp theo. Dù nó dày rất đẹp. Cả nhà à. Chết cha, đưa lên lệnh 302 luôn hả. À, kinh nghiệm bây giờ nó cục quá. Dạ 302 nha các chị. Rồi 302 kỳ đọc sai đi kỳ. Giá 185.000. Đôi này là đôi mắt như tầm vô rơi vào khoảng 2 triệu rưỡi á. Em muốn quét mã vạch nữa. Quét các chị muốn về từ quét là biết cái giá thôi. Mã 302 có từ size 38-41 nha các chị nha. Có dép nào cho dùng mã nữa được không? Em bấm cổ giờ rồi. Thế hả? Rồi ok, em đang lưu thông tin. À này, chị Đoan Thu Phương, cái mã 2 là đã bán hết 37, chỉ có 38-40 thôi chị. Hèn gì chị chưa có. 302 size 39 cho chị Hồng Hân, ok nha chị nha. Một bộ hồng 61 ký cho chị Nguyễn Nhi. Size XL nha. Tại vì cái lời nói khách mà nói không rõ, khách mà nói để trái lửa, khách nhiều người không dám mua. Từ vô bán không chuẩn sai á. Hàng này hàng xuất đi nước ngoài chắc chắn là người ta phải như thế nào rồi. Nhưng mà thường giày thể thao là các chị phải tự biết ý á. Nếu mà thấy rộng á, à thấy chật á, à thấy giống như chân mình mà đi vớ đi đồ cứ nhảy lên một size. Là em nhảy đó, em chính em cũng nhảy lên luôn chị mà. Chị Kinh Ngân ơi, màu kèm cân nặng và kèm size giúp em 30241 cho chị Phú Mi. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha. Nên khi cả nhà mà nhận xét cái lỡ mà không có. Chồng chị mang rất thích, cảm ơn chị Anh Nguyên nha. Em sợ gì sợ á, giống như khách mới á, không đang còn lưỡng lự á. 30238 cho không, chị chưa dám mua á. Mà nghe khách nhận xét vậy á, sợ như mua. Hôm nay em nói tuyệt là các chị ơi, cái size sao thì em có nói vậy thôi. Tại bán rẻ rồi em cũng thật tình. Nhưng mà cái lời nhận xét của các chị là quan trọng là các chị phải mua. Đã nghe em tư vấn kỹ chưa để mình mua chị đúng Nguyễn size Kim chưa á. Màu hồng chị cho sau cái cân nặng hoặc size nha. Để sau chốt đơn cho chị nha. Đó, hôm nay nhận 302 đẹp lắm. Nhưng phải đi lên một size tùy chân nha. Dù có nói rồi, nếu mà các chị mà đi đúng size, các chị phải đưa cái dây xuống nhiều. Đưa cái dây xuống nhiều để mà mang cho dễ. Thể thao tự động là mình tự hiểu phải lên size thôi. Để đi cho thoải mái. Em muốn
cởi ra cởi vào cho thật thoải mái luôn, em mang vớ luôn, em nhảy lên một size thì em có hướng dẫn cho khách rồi đó. Còn có những chị đi đúng size luôn kìa, thì có những có mấy chị đi 37 là lấy luôn 37 đó. Em cũng nói chung chắc là cái chân cũng gọi như là 37 nhưng 37 dáng cũng nhỏ nhỏ này. Mã sen size lời yên Nguyễn. Trời ơi, phải mặc màu hồng nữa hả? Đợi vô mặt. Các chị thân yêu ơi, mấy đứa nó tự tan ca, nó đi về hết trơn luôn. Mấy cảm ơn các chị nhá. Ê, rồi là giờ không có mã nào ra nữa được nữa hả? Đóng cửa luôn nè. Không tự nhiên viên nhân em ta nhìn nhau. Các chị lên hai size luôn hả? Trời lên gì hai size dữ vậy? Ba lại một size 41 cho chị Nguyễn Hồng. Ok nha chị. Ủa vậy lên hai size luôn hả? Rồi sao chân chân mỗi chị mới khác dữ vậy? Không có thể theo phong, sai là sẽ chuẩn rồi chứ. Dạ, mạ giày đen đã lên rồi chị ơi, mạ giày đen này là 020 á, là chị chịu giới thiệu lại mạ 020 cho chị các chị, tại mạ đó là mới vừa bán luôn. 020 giày đen đó chị. Rồi ok, em đưa lại cho chị mạ 30241 cho chị Kim Vân à. Ok để em coi nào. Rồi, thêm 30241 chị không lấy mạ sao đổ lộn xộn cho chị Nguyễn Kim Vân. Rồi ok chị Nguyễn Kim Vân. Từ tôi đi nhắn qua ngoài luôn, nhìn dễ sợ luôn á. Chút kỳ giúp em giúp nha các chị nha. Đây, mẫu này em qua nha. Mấy chị ơi, chọn kỹ dùm em. Đúng rồi, làm gì có con. Mã cam hả, mã cam. Em in luôn đi. Rồi, cô co là 608. Em ơi, mà con thấy ba xỉn. 608. Hồng đẹp lắm nha chị Tuyết Hạnh ơi. Hồng rất đẹp nha. Các chị túi áo các chị có thể để vào trong. Không thích thì mình để ra ngoài. Không có dây luôn. Mấy bạn về hết rồi. Nó không có soạn giải cho em. Chắc mà thôi để bữa khác đi cho anh xong giống như vậy đó. Soạn được 2-3 mã là coi như muốn đuổi với tặng tập luôn rồi. Tại vì mấy ngàn đôi rồi ngồi soạn size soạn đồ á. Nó lâu lắm. Các chị ơi. Dài màu sen đen có 420. Có các chị nha. Rồi các chị, bây giờ mình chốt mã 020 nha các chị nha. XL được rồi chị. Cái này là chị phải biết là cái phong của nó là phong rộng, phải mặc phong rộng. Rồi, 3742 à. Lấy cho chị một dấu sen L. Ok chị. 340 ngàn. Đây, dễ thương lắm. Cái nhà lên bộ đồ nữa. Trời ơi, các chị tin không? Để bỏ giày em phải thuê một căn nhà riêng em bỏ đó. Dữ lắm, nó nhiều kinh khủng lắm. Khách hàng ơi, các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị nhá. À, bộ này khác là đúng rồi, cũng từ như lai này, tương lai này, đúng rồi đó. Giày đen này là có từ size 37 đến 42 nha. Cái gì mà tăng dữ vậy? Trên 36 mà lên 38 dữ vậy mấy bà? Trời ơi, các chị nhà em một số nhiều chị vẫn mang bình thường các chị. Nhảy dữ vậy ha. Cái này là chắc như chị là khoái rộng thiệt rộng nè. Cái trường hợp này là cái trường hợp lần đầu tiên tôi mới thấy. Sai luôn. Ngay luôn. Sai lần chị mặc sai. Không chặt đầu được đó. Cái này thoải mái, nói chung là các chị nhìn vô mà cái bộ vô mặt nó thật tình nha. Không có sai hoặc người khác mà tư vấn em đảm bảo người ta tư tiếng. Vấn đến cho các chị đến được 5-8 tiếng luôn. Đua đen đen 38 cho mà, chị Tuyết Lan Thu. Mã 020 giá 220. Đôi này là mắc tiền nhất nãy dù có giỏ là 3 triệu đó, lấy cả 3 triệu đó. Các chị, các thằng mới các chị mình nghe kỹ tư vấn đến chỗ tôi nha các chị nha. Chị ơi 300 là hiện tại là chỉ còn 39. Không, Yến Văn đổi chắc nhận trước đơn đi. 41 thôi nha chị nha. Mã 300 là mã em đang đi nha.
À, có chị tăng 2 size đó mấy bà tự động mà tăng đi nha. Trên ai, trên ai em là em nói tăng 1 size là dữ lắm rồi mấy chị. Cái này là ngoài phạm vi của em rồi, nó dữ quá rồi. Lấy 1 size là chỉnh nha, nếu trên ốm và mang đúng size. Hả? Mỗi người mỗi ý. Cái này nó ngoài phạm vi có nhiều rồi. Ok, 25 Nguyễn 020 39410 dày các chị nè, hay giờ đi bộ đồ không? Hay cưng không? 020 giá nó có 220 à. Nãy giờ tát cho khách coi rồi đó. Đôi này là ba triệu đó, 30 mấy luôn đó, không có hề rẻ đâu nha. Chào cô Minh Thần, mới ngủ dậy luôn. Chờ cô ngủ giờ này dậy rồi xong tối cô thức ra cô. Đẹp lắm. Chị Nguyễn Kim Ngân này, chị chốt bộ màu hồng chưa cho shop cái cân nặng một size, chị cho shop cân nặng size để chốt cho chị nhá. Dèo cao 62 lấy XL có rộng cho chị Nguyễn Trúc hay không? Nói chung là chị giờ em nói này, chị cao quá, dáng đẹp thiệt. Cái dáng của chị có thể mặc size L cũng vô. Chị là có hàng chị nhá. Chị là giữa hai size size L với XL, giờ chị thích size nào dù bỏ cho size đó, cái nào cũng vô hết. Ok ha. Tính nghĩa là khách mới là phải đồng ý chuyển khoản em mới nhận đơn. Mã 300 size 40 chị kỳ này ha, còn ha. Cái mã 300 này á là các chị thân yêu ơi, nó là sẽ còn ít lắm. 300 là chỉ còn 3941 thôi chị ơi. 3941 thôi. Hết không, rồi. 3941 các chị nghe rõ tư vấn nha, một đôi 020. Phải không? 42. Ok, rồi cô Minh Thần. 42020 cho cô Minh Thần. Ok cô nha. Bộ ai lấy thêm ghế lấy không nha. Khách hàng ơi các chị ghi kèm đồng ý cọc nha. Mã diều mang size 39. Mã 300. Ok chị yêu. Đối âm dùm chị. Ngọc Lan còn hàng đó em. Nãy Ngọc Lan là size L phải không? Ok, đối hầm qua đây này. Dưới là bồ xanh của Ngọc Lan, diều mang. Diều đang mang size gì? Diều đang mang size bờ, size nhỏ nhất đó. Diều mang size nhỏ nhất và bụng diều to nè. Nghe em nói cái gì các chị thoải mái lắm, đừng lo. Cái này bán sale các chị ơi. Ngoài là da thịt còn nói trong là nó chị anh thì chất khác nha. 020 là hiện tại là chỉ có size 37 đến 42 nha các chị nha. Chị Ân Nguyên 020 42. Chốt cho chị Ân Nguyên, ok chị nha. Các chị chốt xong biết có còn hàng hay không nữa. Các đồng mới các chị ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn các chị. Rồi. Nhớ là riêng mấy giày này tăng một size giùm em. 300 hiện tại chỉ còn 3941 các chị nghe kỹ em tư vấn nhá. Mã 300 là vừa đang đi, còn giày á, còn áo bộ em đang mặc là 300 mà. Bộ hồng size M chỉ có size L. Hoài Nam Nguyễn có hàng. Có xanh đó Hoài Nam Nguyễn. Có xanh luôn. M mà có M nhỏ nhất mà. Chị Trúc vừa nói có đổi thì đổi báo luôn nha. Chứ cái này là tùy chị em không biết nha. Và giờ chỉ còn một bộ size L duy nhất thôi đó. Tính Nguyễn coi bài phim đi chị. Tính Nguyễn ơi. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn thôi các chị đây. Không có lên. Giác không có lên, nhân viên em nó dẫn nhau nó về hết trơn rồi. Trốn rồi, nó vô mệt quá. Thôi mai có gì ngày mai bán chứ. Nó soạn cho chứ. Thấy các chị thấy không? Không phải mà lúc nào mà đây. Thì nhân viên ông soạn là mình không có thời gian để bán. 40 cho chị Thảo Nguyên. Ok, 250 okay. Nhân viên soạn không được. Không soạn là mình chịu. Dù có hướng dẫn rồi. Đây. Về test cái mã vạch ở đây dùng dịu nha. Test ra luôn đó chị. Test ra coi cái giá luôn nha. Thiệt. Giờ em bán sale thôi, ai tin thì mua thôi chứ hỏi. Với lại đồng ý chuyển khoản thì dù mới bán chưa hỏi mà. Nãy qua dù cũng không biết đâu nha. Đâu rồi. Về cái hướng này. Đó. Nãy. Xét này mang từ 50 đến 70 kg nha các chị nha, xét chị vừa đang mặc. Nãy là vừa đưa cho các chị coi rồi. Ba cả một. Nếu mới tính tiền là đổi ra có 3 triệu cho đâu ít đâu. Thì ai tính thì lấy thôi, tùy. Đây tiền Đức nha. Trời ơi,
nên khi mà bán 200 mấy á, vô nghi ngờ dữ lắm. À thiệt không, làm gì mà hai, làm gì mà rẻ quá vậy, chắc nhái. Tôi nói à, đủ câu hỏi, đủ các câu hỏi, đủ có các câu hỏi luôn. Hỏi nhái thì tin thì mua thôi. Cái này em cũng được gần như là hên á, buôn bán mà cái này phải gọi là hên mới gặp được cái lô dài đẹp, chứ mà không hên này dễ gì mà gặp đâu. Nếu mà dễ rồi ai cũng bán rồi. Nè, nãy các chị mua cái đôi này nè. Dạ ok, chị Nguyễn Trúc nhá. Nãy đôi ba lấy máy này, trên mạng cũng có nè. Cái đôi này mắc tiền lắm á nha, cũng là mấy à. Rồi quay vòng. Cũng có một hai triệu ba, hai triệu tư. Đây giá tiền của nó này. Nãy vừa mới qua này. Ok, đổi cho chị Kim Loan 02038. Ê, sao mà đổi dữ vậy? Chị ấy lên sai, chắc là nghe tư vấn xong rồi chị ấy gọi lên sai. Các chị nghe tư vấn kỹ cho các chị nhé. À, chị nào thích thì bấm thôi. Còn giá tiền thì em đã báo rồi đó, có nhiều đó đó. Coi cái viền da phải không? Muốn coi cái bên da luôn. Đó, cứ coi test thoải mái này. Tuấn Nguyện. Rồi ok chị Tuấn Nguyện nhá. Phải chuyển khoản em mới bán nha, chứ không chuyển khoản em muốn bán đâu. Rồi chị ấy đồng ý cọc không? À, đây các rồi, chị cứ về lên mạng sọt cái này ra đi rồi tìm hiểu coi cái giá. Okay, chị. Nhưng Diệu có nói rồi, tăng một size dùng Diệu, tăng một size. Các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn đó các chị ơi. Cả nhà ơi, tất cả các mã giày em bán cho các chị, riêng mà hàng mà phun hộp này, cái hàng mà của cái hiệu này nè. Đây, các chị đều có mã vạch. Okay, chị Tuấn Nguyệt có hàng nhé. Đều có mã vạch để mình lên đây mình test hàng. Size xuất xứ nói chung là đầy đủ hết. Cái này là hàng xách đi nước ngoài, đảm bảo đúng luôn hàng new. Cái vấn đề mà em có được cái đợt hàng này là nhà máy vừa rồi dịch á, là em có nói đó là không, người ta không xách được. Lỡ của cái hãng này rồi nói chung là có để mà gọi như là thua lỗ luôn thì người ta mới sale, mà sale mà để mà ôm được cái giá này là em bỏ tiền rất là nhiều, tính tỷ lắm. Để em mới ôm được cái lô này em bán cho các chị với giá từng ngàn lời vậy. Một đôi em thường á, bữa trước em tính á, tại vì tùy theo đôi người ta tính cho em, chứ phải là đôi nào người ta cũng sẽ bán cho mình đồng giá. Thì cái có một mã là nó tính giá cao lắm, là khi nào em like thì em bán cho các chị riêng. Thì là em bán cái có một mã là em bán 165 ngàn, là em tặng các chị, là cái mã đó là khởi điểm luôn để các chị lấy làm quen các chị thôi. Còn bắt đầu là em phải bán cái giá khác, tại vì cái đó là em chỉ có lời 5 ngàn, 7 ngàn ở trong thôi. Hay không, đôi đó được 15 ngàn, đôi đó được 15, mà là 15 là của trên nhân viên em, chi phí rồi hết đó. Bắt đầu qua mấy hàng này bắt đầu em mới tính lời này. Nhưng mà mấy hàng này thì giá cao thì em phải tính cao thôi. Nó chỉ cứ trong này, ở trong cái hiệu của nó luôn nè. Nó đưa gần nó mình coi luôn đó. Trong này nó có hết á. Nó chỉ về sực cái mã ra là nó ra. Hàng này trên web có mà. Trên web có luôn. Không, web không có đâu. Web là chỉ có hàng tuần là bán 800 mấy ngàn đôi. Còn mà đúng mà về đứng mà vô cái cổ của cái web mà của đây mà bán, các chị mà order mà để về hàng á là nó đâu phải tính ra tiền đấy là gần 3 triệu. Ôi thôi Tính Nguyễn đừng chốt nữa, không có chuẩn, hàng này hàng nhái, hỏi nhiều quá. Rồi em bán xe ông A Tin thì mua cái gì có trao 200 mấy ngàn, hàng này nhả hàng nhái thôi. Không, tôi cũng không có chốt nữa, không có thời chuẩn đâu, mất công lắm. Cái này không chuẩn đâu. Đôi đen đầu mà như vậy chỉ có size 40 với ok, cho thêm size 40 cho chị cô nhá. Thôi chị nào chốt. Nói chung là tôi bán khách quen thôi, khách mới không, từ từ mua đi, để khách quen mua trước đi. Tư vấn kỹ nha. Đơn của chị. Cái gì mà nói đủ mệt quá nha chị nhá. Có 10% đôi giày thôi à? Cọc cạc được nha các chị nhá. Đơn trên 900 các chị cọc cạc. Nói chung vậy này, khách quen cái chốt trước, còn khách mới từ từ mua. Khi nào khách quen em mua cho nhận xét em chụp lên, các chị các anh chị đủ tin tưởng thì chốt ha. Thông cảm đi, em không có chốt nữa. Nói chung ai chưa ấy thì em không có nhận nha. Mấy con về dù mà đã nghi ngờ rồi, cô nhận về cũng moi cái đặc điểm của nó ra để nghi ngờ cho bằng được. Rồi. Ai chốt ghi luôn nha. Bộ em đang mặc 340 mới về. Rõ bán chưa? Rõ.
cái đồ cõi không? Cõi bán rồi mà. Giờ á, các chị chỉ có bổ sung được mã 1 này size 38 trở lên đến 4 mấy thì ta? 41 thôi. 155 ngàn thôi. Chị cho một bộ hông xã XL cho chị một kim nhé. Chứ đi em bán mấy cái này em bán sale trời ơi lợi có 20 ngàn thôi, nó nhiều mệt lắm. Ai tin thì tới thôi nha. Chứ mà hỏi em kỹ quá em cũng mệt. Đưa cho vậy, đưa cho mã vạch rồi mà còn hỏi thiệt cái giả mệt quá. Ôi, mệt quá, sợ quá mình đừng mua. À. Mà 140 cho chị Trơn Thần Phương, ok chị nhá. Cái này chỉnh sai đừng tăng nha các chị, đừng tăng nha. Đi tục cái chân xuống đó, đừng tăng. 155 ngàn thôi, 155. Rồi. Chị Trơn Thần Phương là bên em cơ nhá, chị là xả hàng bên em không trả lời rồi. Nên đơn của chị Trơn Thần Phương là bên em sẽ xả để là bình thường nha. Khách cũ của shop mà gọi điện thoại không được số máy báo không có luôn, xem tin nhắn không trả lời xả đơn rồi chứ Thành Phương mới đến đâu luôn. Size 40 cho cô Minh Thần, ok cô nha. Giày đen 020 size 42 cho chị Đông Ngọc. Cối chỉnh size hơi rộng một chút xíu. Theo chân nhiều đi là hơi rộng một chút xíu. Cô Minh Thần ơi, thế là cô đi từ 49 đẹp mà sao không có 36, 36 hết rồi. Cô lấy thêm 39 hay là cô chốt 40 đấy cô ơi. Này cô ghi một size 40 với cả nhà ơi, nên cả nhà đừng bao giờ chốt trước, phải chờ Diệu tư vấn. Có này là chỉnh size, các chị đi cái size dùng cho Diệu là size gì thì mình lấy đúng size đó nha. Size gì thì đi đúng size đó thôi, không có từ hao. Có 155 ngàn thôi, bắt Diệu đi soạn mà đổ Diệu cũng mệt lắm. Các chị ghi mã 1 kèm size có từ 38 đến 41. Mã 1 nha các chị nha. Cái này là từ 38 trở lên, mã 1 có size 38 trở lên các chị nghe. Ok à. Rồi cho chị Loan Đình, mã 1 size 38. Rồi mã 1 size 38. Đồng ý cọc vào trong đơn luôn các chị nhé. Cái này là cũng xuất đi nha. Cái này là da đó. Trời ơi đẹp quá trời nè. Rồi mã 1 sụt lên chưa em? Sụt có lên được mã à, mấy đứa nó về mất tiêu rồi, nó không có soạn giùm em. Mệt, không đứng rồi, làm cả ngày ấy, làm hàng sáng là đồ nhúng về là bán cho các chị là vừa soạn vừa bán là coi như là cũng sắp mặt rồi. Tối á, mã 1 size 39 cho chị Loan Phạm. Tối á là giày về ba ngàn đôi là soạn lại like, nó chỉ có soạn được kịp mấy mã thôi rồi không là nó xin phép nó về, nó đuối quá. Ok nha cô Minh Thần luôn. Mấy cái kia em bỏ đi nha. Rồi ok chị. Dạ ok Nguyễn Liễu. Xăng đam thật tình nè, đem vào luôn rồi á. Mà giờ không biết cái size bao nhiêu sao dánh like cho các chị không? Size 39 cho chị Thân Nguyệt Thủy. Không có dánh like luôn á. Trong đơn nha các chị nhá. Chịu. Giờ ngày mai giờ soạn xong mới like thôi. Ui cái hàng đẹp lắm nha các chị. Nguyên giày mã 1 size 38. Này, hàng này xuất nha. Mà vừa bán trăm mấy ngàn đó. Mã 1 size 38 cho chị Phà Ca. Cái này là nói thẳng luôn, nhiều đi kênh người ta sale. Có từ 38 mã 1, có từ 38 đến 41 nha các chị. Mã 1 size 38 cho chị Thi Bích. Lấy đôi này đi. Mã 1 size 40 chị. Lấy 32 đi. À lấy mã 2 đi, mã 2 size 30 ha. Size 38 trở lên. Các đồng ơi các chị nhớ khi kèm đồng ý cộng vào trong đơn nha. Chị Thân Nguyễn thì chị đặt 2 size hay sao chị? Mã 1 này là chị đặt size 39 và size 40 nha chị nha. Chị ghi rõ giúp em nha. Dạ ok, đã bỏ cho cô Minh Thần rồi. Mã 2 size 38 đến 40 vâng kì. 38, 39, 40. Mã 2 có 38, 39, 40. Chị Thi Bích đã có hàng 150 ngàn. Cảm ơn chị Vũ Nguyễn, Vũ Minh Thư nha. Mã 1 size 38 cho chị Thu Hoài. Rồi đây mã 1. Đây mã 2. Chị Thân Nguyễn thì trả lời lại giúp em. Này chị chốt là size 40 và size 39, chị đặt 2 đôi hay là sao? Không chị? Có đâu chị Thúy Như ơi, có nhiều bán nhiều thôi chị ơi. Cái này bán hàng sale hết chị ơi, không có yêu cầu mà màu sắc được đâu. Ngay bản thân em luôn á cũng còn không biết nữa. Giờ soạn từ từ ra rồi bắt đầu mới like cho các chị. Giống như hàng này vậy nè, gọi là mình đang bán hàng sale mà. Đồ đang mặc chị Diệu là 300 nha, nha. Không có hàng si nha. 50 đến 70 ký đối với bộ chị Diệu đang mặc, giá bán 340 các chị. Mã 2 size 40 cho chị Mạnh Thùy. Cô cái này còn 38 thôi cô ơi. Còn 38 với 41 thôi. 38 41 thôi. Đôi này dù cũng đang để đi luôn nè. Giờ luôn rồi đó.
Loan Bình, ok, thế mà mạ 2, size 38. Cái đó mới các chị ghi kèm đóng gọc vào trong đơn đó các chị ơi. Dạ, cái này là cứ thoải mái thôi, chân đúng là đúng chân. Dài đây mã gì chị? Dài đây là mã 020, 220.000, 020. Cái đó mới các chị ghi kèm đóng gọc vào trong đơn đó các chị nhé. Mã 2, size 38 cho chị Nguyệt Kim Vân. 020. Loan Bình ơi, mình ghi mã lần sau cho em. Cho chị Phương Nguyệt. Cho chị Loan Bình là chốt thôi, chốt có hàng rồi. Khách tên yêu, mình ghi sai ghi mã đúng nha. Cái này không có tăng sai nha, đúng sai dùm em ha. Giá 150.000 mình ghi mã 2, em hiện tại em chỉ còn là 38 đến 40 thôi. Còn mã này là cũng nhận 38 đến 41. Giá chị 155 ơi, gọi là chị mã 1. Mã 38 mã nào đấy chị ơi? Mã hậu, mã trắng á. Thế mã trắng à? Trắng là hết rồi. Mã 300 á. 300 hết, chỉ còn 3941. À còn 3941. Rồi. Nãy là chị mới chốt cho chị là đuôi đen và đuôi cam thôi nha chị Coco nha. Rồi size 40 ok. Để vô nhắn sao mà mấy. Lấy mã 1, mã 2, Loan Bình ok, đã chốt cho chị Loan Bình rồi ok chị nha. Để vô coi chị sao nè. Rồi dẹp mã 2 size 39 cho chị Đông Ngọc ok chị nha. Cái đồng mới các chị ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn các chị. Mai Anh 020 size 41 ok chị Mai Anh nha. Ngay cái nào đến dấu nhầm không? Các bạn đợi ghi chú rồi. Ok, để em kiểm tra coi thông tin của bên mình xem. Chị đang coi. 300 size 41 cho chị Cherry Trương. Ok chị nhá. Cái nào mới các chị ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn đó các chị ơi. Nè. Chị cho anh Thành Nguyễn chốt lại đi. Sao ai à, gì? Thấy không? Thấy ghi chú chắc là đánh dấu bị nhầm của khách rồi. Không kì đừng. Khách của shop mà gọi điện thoại không nghe máy mấy lần luôn nè. Có đơn của chị bị xả đó. Rồi chị đặt lại giùm em đi. Mã 238 cho chị Nguyễn Huy. Thấy bật Mai La. Để em coi chị đặt cái gì. Chị ghi kèm số điện thoại kèm mã vào nha. Chị thi đật Mai La nhá. Mã 1 size 38 đồng ý cọc chị Nhàn Hân HPK. Ok chị nhá. Cái nào mới các chị, ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn đó các chị ơi. Cái này các chị ơi, những chị đặt buổi cái giờ sau này nè, nếu còn hàng thì em soạn, mà lỡ hết em sẽ nhắn các chị nha. Tại vì thật tình là em cũng chưa có soạn cho khách lúc đầu nữa, em đang nhận thêm, mà em cũng hy vọng là có hàng để em chốt cho các chị thôi. À, một mã này nãy giờ là các chị tin không, có chị có mã này nãy giờ. Dạ, em báo là phải 200-300 đôi, 500 đôi á. Đây lý do tại sao các chị thấy em được cái giá rẻ là lý do đó đó. Một mã đồ thôi, 400 đôi, 500 đôi. Để đến tay các chị thì mới được cái giá này. Em bỏ tiền ra em ôm mấy ngàn đôi mà rất là ít mã nha. Có mã nào ít lắm là 40-50 đôi. Còn mã nào mà nhiều như nãy giờ mà cái hai cái mã này em nghĩ chắc mã là 300-400 đôi này. Tại dành nhìn quá trời luôn này, nhìn quá trời luôn này, muốn biết có đủ hàng kia hay không thôi. Đây là mã 2, đúng rồi, 150 là mã 2. Hay có này. Hồi nãy cũng có một chị, tại vì hàng này là hàng em kênh sale nên em nói em cũng không có rình lắm. Em để em thấy là đẹp, nhẹ, da luôn, nhẹp đè nhẹ lắm. Thì các chị thử trước một đôi đi, mai em gửi trước cho. Rồi nhìn hàng mà thấy ok á, mình thấy em like tiếp, mình vô mình chốt thêm. Y chang như hàng này vậy nè. Là thời gian qua là mình đã bán gần như là 10 ngày rồi đó, 10 ngày là các chị đã nhận là người chục đôi, 5 đôi, 7 đôi là các chị đã nhận hết trơn rồi. Thì nhìn một đôi trước để các chị coi cái chất lượng, coi như thế nào rồi xong các chị cứ chốt tiếp nữa, nó dễ hơn. Tại hàng này em cũng không có chia mà bán được hết một lần đâu, em phải chia ra ngày em bán. Cả nhà thấy đó, nó không có phải giống như là hàng mà giống như trong mình đặt về mình nhớ mẫu, cần cái này là sale người ta đưa cho mình mấy ngàn đôi vậy đó, mình về mình lừa ra rồi mình bán lại, thì trong đó là có sai có số đồ lộn xộn, thành ra lừa nó cái hơi lâu. Nhưng hàng thì hàng chất lượng, các chị nhìn là mình biết rồi. Có chị cũng nói là hàng này hàng sách đi Úc, thì đúng cái này là sách đi Úc, là Úc là trong bao bì trong tem này là có này, nó có ghi luôn á, nó có ghi là hàng sách đi Úc luôn á, nó có ghi. Nhưng cái vấn đề á là em không có biết được cái giá của nó đang bán bao nhiêu, em không biết được luôn. Thì nãy có một chị nói là cái đôi mà màu nâu mà đôi sụp mà nãy em bán mà 160.000 cho các chị là đôi đó bán 750.000 ở ngoài thị trường đó, là em bán 160 thôi nha. Tại em cũng không có rành về cái giá, em chỉ biết là nó xịn thiệt, nó ok.
Thì còn mấy cái này, cái tính này em có nói rồi, em nhập chừng đó em cầm lên chừng đó thôi à. Em bán rất là nhanh để chạy số lượng thôi. Em giống như trong vòng bao nhiêu ngày đó em phải tính, trong một tháng là trong bao nhiêu ngày là em phải đi hết số lượng chừng đó để em còn chạy hàng khác, chứ không phải là mình ngồi mình bán từ từ bán như sốt được vậy. Tại em chuyên là chuyên áo quần mà, chứ đâu phải chuyên mấy cái này đâu. Không thể nào mà ôm được mà mấy ngàn đôi mà để mà lâu trong nhà được, phải đi nhanh có thể nhất có thể đó. Nên mà các chị mua được giá rẻ là lý do vậy, mình đang chạy số lượng nha. Còn mà chị nạp nên nhiều khi nào Dũng đó đủ niềm tin rồi đến với Dũng, còn mà nghi ngờ quá thì các chị cứ thử một đôi đi, trăm mấy ngàn đôi mất gì ai đâu, sợ gì. Em bộ đồ em bán trừ mấy khách em cũng mua ào, em ngu chi em đi bán trăm mấy ngàn đem lừa các chị phải không? Mà hai sao chị cho chị em buôn bán á, nó xây dựng uy tín nó quan trọng lắm, không phải mà muốn được cái này là vì các chị mua quá giá quá cao, đến khi mua được cái giá thiệt rẻ các chị hoang mang là chuyện đó là ok. Em tin điều đó. Nên nếu mà cái mua online này cũng em nó thiệt cái 50-50 lắm, kiểu như có sốt thật tình có tâm đó, nhưng có sốt lừa là cũng có nha, chứ không phải không đâu. Nhưng mà cả nhà ơi, nếu mà để mà muốn biết nhà em có lừa hay không, mình khoan mua liền theo dõi like đi, ba like thấy em like, thấy khách phản hồi, thấy những cái bài đăng đồ của em á, các chị từ từ các chị lướt theo dõi đi, lúc đó đặt cũng chưa muộn mà. 100.000 thôi, cọc 100.000 thôi, coi như xui mất 100.000 đi. Ví dụ nha, xui nha. Còn hên một cái là các chị tìm được điểm uy tín, các chị mua hoài luôn, tiết kiệm không biết bao nhiêu là tiền. Đi ra đường, các chị đi ra đường cũng đổ xăng, ghé shop này, ghé shop kia, 100.000, 30.000 tiền xăng, ví dụ vậy đi, chưa chắc tìm được cái shop vừa ý các chị mua. Đó chị cũng là hao đi công có sức. Coi như đây ngồi ở nhà đi, hy sinh 100.000 đi, thử thôi. Mình liều đi. Nhưng nếu khi mà mua được một cái rồi các chị nha, tiết kiệm em nói với các chị không biết tiết kiệm được bao nhiêu nha. Nên là nhiều chị em bán lời có 20.000, 10 mấy ngàn thôi, mà dù chị hỏi nhiều hoặc lấy là em chốt nữa, em thấy mệt quá, tin thì mua thôi. Nên em hay nói câu vậy, không phải là em nói ngang mà thật tình luôn, em có lời bao nhiêu ngồi phục vụ mệt. Các em mua ảo không sao, tự nhiên có đôi bán trăm mấy ngàn, có hỏi hoài, chút chút tôi mệt, không bán nữa. Coi ba like là hết mộng liền nhiều ơi. Chị rồi, đúng rồi, thực sự thì hàng nhà em cũng đủ chốt rồi các chị. Đó là cái thật sự, nó mình bán uy tín lâu dài cho các chị. Bán đồ lại. Rồi, đế xuồng 39 là mã 2 nha chị. Một bộ đồ mấy trăm ngàn tiền triệu bán được, dạ gì bán đồ trăm mấy ngàn để mất khách, đâu có dạy, không bao giờ. Cái gì cũng cái các chị ơi. Đối với giá tia mạ 1 hiện tại là còn 38-40, mạ 2 là còn 38-40. Các chị ở trên live thì mình nghe tư vấn kỹ cho các chị nhé. Nói thiệt, em nè, đôi đây là không đẹp mất xíu không này, đây là không ai không da luôn đó, khách hàng mới các chị không bán được, lý do sao chưa soạn sai không thể nào bán, mặc dù nó giờ các chị muốn chốt em cũng sợ gái biết sao, lỡ không đủ hàng đi các chị quay qua dựa lấy đồ của chị đưa cho người khác rồi vậy em bị trách hoài luôn à. Lấy cho chị Nguyễn Huy ơi, cái mùa 60-38 bán hết hàng rồi chị ơi. Cái mùa 60 nó đẹp lắm á, nó đẹp lắm. Nó nhau nghe để đi. Ngày nãy cái đôi có diều nè, thấy các chị không? Ôi, trăm mấy ngàn nè, tin không? Hên lắm, hên trúng mấy đôi các chị. Coi như mình đi săn hàng mà giảm giá mà. Xanh hàng giảm giá thôi, mình cứ nghĩ vậy đi cho nó dễ chịu, đừng có nghĩ là cái giá tiền gốc là gì hết. Mình nói chung cả nhà ơi, không ai đi lừa đâu, đừng lo. Buông đồ chị mặc đi, giày đen đồ sốt cho coi ba cái sau không, coi lại like đi chị ơi, bây giờ em ngưng like rồi à, hẹn cả nhà ngày mai. Bây giờ xin lỗi, nói thiệt là xin lỗi các chị vì không có lên đúng như ý à, soạn cái hàng này cho các chị đủ được, nhưng thôi tạm thời đi. Giờ em khuyên thật tình á, nhận đi, nhận đơn 3 đôi 2 đôi trước đi. Đừng có dồn. Cho chị đưa ra trong tự về chiều chị. Không có đâu, có tôi rồi bạn ơi. Hết rồi chị ơi. Không nhường đâu. Dạ, à, chị Lan Ly. Để đây này, coi đi. Chị đặt gì đấy. Này, chị có đế xuồng mà 2, có 39 rồi chị Lan Ly. Em chưa thử luôn mà em nghe Thủy nói á. Chị Thủy Nhi 160 bán hết rồi chị ơi. Em bảo nhân viên nói là tăng một size nên này em vôn mấy. Thôi, được một giảm với chị là hết rồi thôi. Hết rồi. Giờ mai còn sọt. Dạ, hy vọng là còn sọt các chị. Dù nghe nói, dù nghe thôi nha. Thật tình các chị ơi, em là một ngày giờ em đứng em live với các chị 8 tiếng như thế này thì em còn thời gian đâu mà em đi làm hàng. Các chị nghĩ đơn giản mà ra. Chỉ có là tới đó nhìn hàng cái vậy xong
Thằng chốt hàng là thức về đêm để mà chốt hàng với người ta. Rồi sáng người ta mới giao hàng, giống như người ta sẽ nói là trời ơi, bên kia đang sale cái lô đó, mấy ngàn đôi đó. Chị Diệu ơi, giờ chị nhắm lấy không? Chị nhắm có hút được không? Có tiền không? Ví dụ vậy đó. Rồi bắt đầu là mình nói, có giá sao? Coi mấy bà tìm giá thử coi. Trời ơi, trong da luôn mấy bà ơi. Không có 36 đâu các chị ơi. Trên live mình nghe tư vấn nha. Rồi. Không có hàng đâu các chị. Tối nói chuyện cái là đăng gì như các chị phải không? Sáng liền. Ok, chốt liền. Chị Thảo ăn miệng phải là tiền nào? Tiền cái vèo. À, chị Thảo ăn hút về, bắt đầu ngồi chia ra bán. Mai có gì các bạn nhân viên chốt cho mình ạ. Rồi thêm đôi 020 sao à, tại lý do sao mà em phải lấy size lớn rồi em phải khi nào em cũng mới xuống một con mắt để chi? Tụi tôi mang đẹp lắm, tôi cũng để đâu, không có đâu. Chị Diệu cầm là bán hết lúc này các chị. Nãy biết cái đã bán bao nhiêu? 185 phải không? 185. Lên cả là bán hết rồi các chị. Đấy nè. Ngày mai đi, ngày mai coi còn còn các cái mã khác các chị. Còn cái mã khác đi. Đây mới 1-2 mã ở trong cái đơn hàng. Rồi. Trời ơi, tôi có vậy đẹp rồi. Chưa kịp hết chưa các chị ơi. Đi em lắm. Cái này đi đúng rồi, phải nhảy sai. Nhiều kiệm nhiều trai kiệm được không? Thôi không có đâu chị. À, em cũng giống như các chị á. Thế nên trúng được một đôi đẹp đẹp để mà đi chứ bán làm chi. Thì cái này phải... Tôi đẹp ai đôi 40 khoái. Ấy bà Mỹ Tương. Sao hay dữ luôn á. Đúng rồi chị ấy có hai đôi. Tà 185 sai 40 em luôn. Em thì em á, là em mang dớ với lại em cầm. Em mang cái... thấy cái đôi này đẹp nè, cô lấy thì lấy thêm đôi này đi, lấy đôi mã hai này thêm đi mấy chị, đôi này đẹp lắm. Mai rồi cố gắng á, trong nhà soạn hết hàng rồi cho các chị hết xong like cho cái dạy này vì ta đôi mấy đôi này rẻ. Quá trời cả chị bay, bây giờ bắt đầu các chị khè hàng nhau ấy. 185 ngàn xứng đáng ngồi coi like chứ không phải xứng đáng đồng tiền đâu. Cái đồng tiền này nó hơn nhiều lắm. Đôi nào hơn nhiều. Cái này là xứng đáng coi like thôi. Mã 2 các chị, mã 1, mã 2 tất cả hiện tại chỉ còn size 38 trở lên. Riêng mã 1 là có đến 38-41, mã 2 có 38-40. Các chị nghe kỹ nha các chị nhá. Da diều đang cầm cho cô 40 hết rồi cô Minh Thần ơi. Để con sản xuất. Đẹp ha. Mã 2 size 40 cho chị Hồ Ngọc Hân. Ok, tôi ngồi ôm cục mà chồng luôn đi nhậu. Cái này thì các chị khi mà mình xem live mà đối với hàng đặc biệt các chị bật 4G lên trên mạng là nhiều khi mấy cái hàng đặc biệt là mấy chị đừng bao giờ mà cho cái kẹo, đừng bao giờ mà bỏ qua. Em là từ luôn hàng trước, nhiều khách nói nhiều đăng hình mà muốn chốt qua hình không cho, nhiều quá đáng. Không phải, tôi còn biết cái hàng đó là sao nữa, lỡ mạng 2 size 38 cho chị Hải đăng đồng. Mai rồi em sẽ lên cho mấy mã này. À, chưa có soạn nhưng đẹp. Báo trước với cả nhà vậy thôi. Trời ơi, da dưới mình đẹp quá. Mã nào đi cô ơi, 240 đi. Không biết đâu. Không có hàng. Vấn đề là giờ còn có mà chưa soạn xong nên không có dám chốt. Không dám chốt luôn á. Đó cả nhà nha. Ngày mai đi, còn nhiều lắm. Đôi này cũng da nè. Mai đi lên chốt mấy đôi này đi nè, trăm mấy ngàn thôi. Dạ có gì nói chung là cái lô dày là nam hay nữ, cái hàng mà hàng này á là mình đã không nói là quá xịn rồi, 2 triệu mấy 3 triệu một đôi là không nói rồi nha, nó quá xịn luôn, cái đẳng cấp của nó là thôi quá dữ rồi. Rồi qua cái dạng đi chơi đi ra cũng trăm mấy ngàn thôi, nhưng mà vừa dễ thương vừa êm chân, với lại á cũng là hàng sách, nhưng mà em khoái mấy cái đôi này là biết sao nhìn nó dễ thương, đi lên đồ á thay vì đưa đôi dép thì thường trăm mấy ngàn. Mai 12 rưỡi các chị. Đi qua đôi dép này trăm mấy ngàn, khác liền nha, khác liền hoàn toàn luôn á. Mai 12 rưỡi là sẽ like tiếp các chị. Tôi giống như tôi mai, ok mai là các cái mẫu dép mới là thôi, sẽ hứa hẹn đi luôn. Hứa rồi lên đôi không có lên nam. Hàng dạ đôi đen nam đi được chị Thảo An Nguyễn Phạm nhá. Dây mà riêng cái giày á là nó gọi là unisex, có nghĩa là nam nữ đều mang được nha các chị. Dài chiều đáng cột đấy ba chị, dài nó bán hết rồi chị ơi. bây giờ đi tìm hộp bỏ vào rồi. Ok. Mai đi, cảm ơn tất cả các chị không nhiều. Phải, không phải cái đúng mã bỏ mà được. Mai đi em làm lại hàng với đồ cho các chị cho rồi em báo cho em thử đi đôi đen hai giây xem thử hả, thử đôi đen này á hả. Cái này to lắm, cái này hình như size 40 lần á. Size 40 to lắm. Dù mới người ta gửi cái này là người ta gửi mẫu cho Dù đẹp. Trời
ở đôi này vừa cũng nói vừa để lại đôi để chút à, để chi đứng lại á. Cái nhà sao chị Mi đứng lại á, nó gọn mà nhất nó rộng lắm, nó không trên đẹp đang đôi màu đen size 41. Chị Nguyễn Trương cho shop số điện thoại nha, đôi màu đen 41 là mã 020, chị cho shop số điện thoại nha chị Nguyễn. Cái này là chưa em lưu thông tin nha, chốt cho chị luôn nha. Tôi phải kiếm, tôi phải kiếm tra, nói vậy với nhiều khi Trương, cho số điện thoại lỗi gì nha. Cái ngại với khách lắm, nói quảng cáo cho lắm mà lỗi 39 nha, dài 02 thang. Ok nha chị Thảo Anh Nguyễn vào. Cái nào mới các chị ơi, ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn này các chị. Ok chị Nguyễn Trương, ok em cho các chị ơi, từ từ coi lại like đi, khách mới coi lại like. Ngắm các mã giống như mình tham khảo cái like của Diệu coi như thế nào đi, rồi hắn chốt ngồi chờ suốt giờ luôn. Đôi đen 2 giây không được, chưa soạn chưa luôn. Chưa mở bán đó các chị ơi. Cái hàng hôm nay này luôn chị này, trời ơi có rảnh đâu mà nó sale thì mình chốt thôi, thế rẻ quá thì bao nhiêu thì bán. Trời ơi các chị, hàng đó chưa mở bán mà chưa ngày mai đi ha. Rồi chúc cả nhà ngủ ngon, em cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn, cũng xin lỗi là vì hẹn cả nhà mà để cả nhà kênh coi like mà không có chốt được hết các mã. Thì là ngày mai đi cho em thời gian em soạn đồ xong á. Chị Thảo Anh em tham bảo là đặt tiếp luôn. Cái vấn đề là lỡ không có là sao? Đẹp đẹp nha. Chị chốt cho. Này các chị có đường mai đẹp chưa này? Dạ ok chị Nguyệt Trương đã có hàng nha chị nha. Nghĩa là không có hàng sao? Các chị đừng đặt trước. Dạ không hay không ngay. Chị có ạ. Dạ ok cảm ơn chị tất cả các chị nhiều nhá. Mai á. Giả sử mai mà bạn nào mà có chút đơn á, các chị cho nhận cho đi đi nha. 35 ngàn tiền ship hoặc là 25 ngàn nó không có nhiều. Các chị nhận dùm em trước đi. Các chị đi con sớm đi cặp cái bản tiếp theo là nó vướng lại tại nhà chị. Là nó chật lắm. Nên cố gắng cho em đi trước đi ha. Dạ, cảm thực sự thì 36 đô đây là dây 36 bán như là các chị ơi. Cảm ơn Mi Tường nha. Cảm ơn chị Mi Tường, riêng chị Mi Tường là em ưu tiên cho chị luôn. Có hai xả đôi sụt lấy 38 nha, một sụt cả. Sụt ngày mai có màu nữa mà, còn hàng mà, đâu có hết được đâu. Đôi gót hai qua đây đấy. Rồi bây giờ mai chào tất cả các chị nha, chúc tất cả các chị ngủ ngon. Bye bye cả nhà.